ba năm hôn nhân, lại bị nói xấu hại chết đứa nhỏ của bà Cẩn Ngự, tháng 8 mang thai bị bà Cẩn Ngự tự tay chút thuốc phá thai, dẫn đến sinh non cũng bị ném ra khỏi bạc gia. Năm năm sau, nàng biến hóa nhanh chóng trở thành đỉnh cấp thần y, người theo đuổi vô số. Bà Cẩn Ngự lại cường thế đem nàng bước đến gốc, hai hài tử kia là cốt nhục thân sinh của ta. Trầm Ninh nhiễm cười cười, sai, cốt nhục thân sinh của ngươi đã bị chính ngươi tự tay giết chết bà cẩn ngự chụp báo cáo kiểm tra dna trước mặt thẩm ninh nhiễm cầm hộ khẩu lên thẩm ninh nhiễm đi đâu phục hôn chương một con của nàng không còn ngươi phải bồi nàng bạn đang nghe tại truyện chấm audio bà cẩn ngự tại sao tại sao ngay cả con của mình cũng phải tự tay giết chết trầm ninh nhiễm cuộn tròn thân thể bụng truyền đến đau nhức kịch liệt cơ hồ muốn làm nàng ngất xỉu chất lỏng ấm áp hạ thể không ngừng chảy ra. Vừa rồi, chồng cô tự tay rót thuốc phá thai cho cô. Mà giờ phút này người đàn ông này đang ngồi ở bên giường cô, bàn tay lạnh như băng bóp cầm cô, thưởng thức thảm trạng của cô. Trầm ninh nhiễm, ngươi như thế nào đối hơn nguyệt, ta hôm nay liền như thế nào đối với ngươi, như thế nào, chậm rãi mất đi hài tử cảm giác thoải mái sao. Sắc mặt trầm ninh nhiễm trắng bệch, trong miệng truyền ra tiếng nức nở thống khổ vỗ lung tung tay bạc cẩn ngự. Ta nói ta không có hại con của nàng, người rốt cuộc còn muốn ta nói bao nhiêu lần. Không có. Ngón tay lạnh như băng đột nhiên siết chặt, lực đạo lớn đến hận không thể nghiền nát cầm cô. Người bị bắt chính miệng xác nhận hết thảy đều là ngươi sai khiến, ngươi còn ở chỗ này ngụy biện cái gì? Hân Nguyệt hài tử đã 8 tháng, kết quả thai chết trong bụng, ngươi làm sao xuống tay được? Đôi môi trắng bệch của trầm ninh nhiễm run rẩy, đau đớn trong tim còn sâu hơn cả đau đớn trên thân thể. Chuyện này nàng cùng bạc cẩn ngự giải thích qua vô số lần, nhưng vô luận nàng giải thích như thế nào, hắn vẫn không tin. Ngay sau đó một bản thỏa thuận ly hôn đập tới trước mặt, không có bất kỳ thương lượng nào, ký tên. Phá thai Ly dị Từ khi anh nhận định cô hại quan hân nguyệt, cô đã biết sẽ có ngày này. Nàng nghĩ tới vô số cách bạc cẩn ngự trả thù nàng. Chỉ là cô không nghĩ tới, anh sẽ trực tiếp lấy mạng con cô đây cũng là cốt nhục thân sinh của hắn a sắc mặt trầm ninh nhiễm vô cùng tái nhợt cô ôm bụng bầu 8 tháng tuổi vịn tủ đầu giường run rẩy đứng lên cô nắm chặt tờ giấy ly hôn đôi mắt đỏ tươi nhìn bạc cẩn ngự kết hôn em có thể ly hôn dù sao ngươi ngu xuẩn như heo ta cũng không có gì để nói nhưng đứa nhỏ này cũng là cốt nhục bạc gia ngươi làm như vậy trải qua ta trải qua mẹ trải qua ông nội đồng ý sao? Bà cẩn ngự, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi muốn giết chết con của mình, ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng. Đôi mắt đen thâm thúy của bà cẩn ngự gắt gao nhìn chầm chầm cô, không khí chung quanh giống như đang từng chút từng chút ngưng tụ thành băng vụn. Hắn liếc nàng cao cao nhô lên bụng, cảm thấy càng thêm châm chọc, không khỏi cười lạnh một tiếng, ta nếu như nói trong bụng ngươi mang, căn bản không phải con của ta đâu. Trầm ninh nhiễm đáy lòng lọc bọp một chút, Phản ứng hai giây sau, nàng lập tức cười lạnh, ngươi đang nói đùa cái gì? Đêm tiệc mừng thọ của lão gia tử, Hân Nguyệt bỏ thuốc kích dục vào rượu của ngươi, kết quả ngươi xông nhầm vào phòng nam nhân khác, mới mang thai đứa bé này. Cho nên căn bản không cần mẹ và ông nội đồng ý, ngươi mang thai căn bản không phải cốt nhục bạc gia. Trong mắt thẩm ninh nhiễm hiện lên vẻ kinh hoảng, cô không dám tin tiếng lên túng chặt cổ áo bạc cẩn ngự. Không. Không có khả năng, Ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Đêm đó rõ ràng chính là ngươi, trước đó ngươi vẫn thừa nhận đứa bé này là của ngươi. Kết hôn ba năm, bà Cẩn Ngự tuy rằng cực ít chạm vào cô, nhưng dáng người người đàn ông kia đêm đó, bao gồm cả hơi thở trên người đều có thể làm cho cô vô cùng xác định chính là bà Cẩn Ngự không thể nghi ngờ. Bà Cẩn Ngự đang lừa cô. Bởi vì Hân Nguyệt Phạm sai lầm, ta đối với ngươi có ấy nấy, mới thừa nhận đứa nhỏ này đồng tử trầm ninh nhiễm đột nhiên co rụt lại nghe bà cẩn ngự nói trong lòng trầm ninh nhiễm có thêm một đáp án buồn cười nói cách khác ngươi ngay từ đầu liền biết nàng cho ta hạ dược nhưng là ngươi vì che chở nàng mới ở tất cả mọi người trước mặt nhận hạ đứa nhỏ này bà cẩn ngự cau mày chuyện này hắn cũng là sau khi điều tra mới biết được hắn từng tức giận từng tức giận cũng trách cứ quan hân nguyệt quan hân nguyệt cũng biết sai rồi mà cũng chính là đêm đó hắn uống say cũng phạm sai lầm, cùng quan hân nguyệt xảy ra quan hệ, dẫn đến nàng mang thai. Đấy mắt bà cẩn ngự có thêm vài phần ấy nấy, nhưng anh không giải thích, phải. ba Khi tiếng bàn tay thanh thúy lại vang dội vang lên bên tai hắn, bà cẩn ngự sững sờ trong chớp mắt, dây tiếp theo, trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát. Trầm ninh nhiễm chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế, dùng hết toàn lực ném ra một cái tác này. Thật ác độc a à. Dù sao nàng cũng là thê tử của hắn, sau khi biết được chuyện này, hắn lại không có bất cứ hành động gì. Quan Hân Nguyệt quan trọng như vậy, quan trọng đến mức ngay cả mặt mũi nam nhân của hắn cũng không cần. Bà Cẩn Ngự, ngươi có tin báo ứng hay không? Quan Hân Nguyệt không có con chính là báo ứng của nàng. Ngươi cũng sẽ có báo ứng của ngươi. Trầm Ninh nhiễm quát. Lửa giận từ đáy mắt bà Cẩn Ngự phát ra, mấy bước đem Trầm Ninh nhiễm đè lên tường, bóp cổ cô năm đó nếu không phải ngươi thừa dịp ta tai nạn xe cộ hôn mê, dựa vào thủ đoạn bức hân nguyệt đi, trở thành vợ của ta, nàng cần gì phải làm như vậy? Dựa vào thủ đoạn bức quan hân nguyệt đi, trở thành thê tử của hắn. Vậy sao? Năm đó anh gặp tai nạn xe cộ dẫn đến suy thận, là cô hiến một quả thận cứu anh. Để báo đáp, bạc lão gia tử đáp ứng để cho cô và bạc cẩn ngự kết hôn, yêu cầu duy nhất không cho phép cô đem chuyện thay thận nói cho bạc cẩn ngự mà khi đó quan hân nguyệt có hôn ước với bạc cẩn ngự nghe nói bà cẩn ngự muốn trở thành người thực vật đã sớm hủy bỏ hôn ước chạy ra nước ngoài đáy mắt thẩm ninh nhiễm hiện lên cảm giác mát mẻ nhẹ nhẹ cô vươn tay từng chút từng chút lấy tay đang bóp trên cổ cô xuống bạc cẩn ngự thẩm ninh nhiễm em chưa bao giờ nợ anh cái gì bà cẩn ngự đè nén xúc động muốn giết nàng nhìn nữ nhân từng chút từng chút di chuyển ra bên ngoài trầm ninh nhiễm hiện tại mang thai 8 tháng thuốc phá thai đối với đứa bé đã không có tác dụng nhưng hiện tại cô bị vỡ nước ối đau bụng khó nhịn điều này có nghĩa là đứa bé sắp ra đời vì vậy cô ấy phải đến bệnh viện ngay bây giờ muốn đi đâu thanh âm lạnh lẽo cực kỳ khủng bố vang lên có người giúp việc nghe thấy tiếng động nhìn thấy trầm ninh nhiễm đau khổ không chịu nổi lập tức lo lắng tiến lên đỡ lấy cô phu nhân thẩm ninh nhiễm đã đau đến không còn khí lực toàn thân chỉ dựa vào người giúp việc đỡ phiền toái. Đưa tôi đi bệnh viện. Người hầu thấy Trầm Ninh nhiễm như vậy rõ ràng là muốn sinh, lập tức đáp ứng. Bà cẩn ngự hiếp mắt nhìn người phụ nữ đang run rẩy. Hân Nguyệt không có con, cô dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho con cô. Bên ngoài một tiếng sấm xuân đinh tai nhức óc chợt vang lên, trái tim Trầm Ninh nhiễm lại một lần nữa rung lên kịch liệt. Cô hung hăng cắn chặt răng, chống đỡ sức lực hỏi, anh đã cảm thấy đứa bé cũng không phải của anh, anh dựa vào cái gì cho rằng anh có quyền xử trí nó. Không biết là chữ nào làm bà cẩn ngự đau đớn, hàng ý trên người hắn tàn sát bừa bãi, người hầu bên cạnh đều run rẩy. Yên tĩnh trong chớp mắt, bà cẩn ngự kéo đôi môi mỏng manh nở nụ cười. Rất tốt, đã như vậy, chúng ta ly hôn, ngươi không có quyền lợi ra lệnh nơi này người hầu, muốn đi bệnh viện, có bản lĩnh chính mình đi. Đáy mắt trầm ninh nhiễm tràn ngập tuyệt vọng thật sâu, cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rốt cuộc cô đã yêu một người đàn ông như thế nào? Không đợi hắn nói tiếp, Trầm Ninh nhiễm cắn chặt răng, dứt khoát đẩy tay người hầu ra, một mình đi ra ngoài. Đôi mắt u ám của bà cẩn ngự hiếp lại. Lúc này bên ngoài đang đổ mưa to, nước mưa lạnh như băng đánh vào người Trầm Ninh nhiễm, lạnh thấu xương. Nàng chịu đựng bụng một trận lại một trận đau đớn không ngừng đi về phía trước, phía trước một mảnh hắc ám, phản phất không có điểm cuối. Đột nhiên dưới chân nàng trượt một cái, nàng kịp thời đưa tay chống đỡ thân thể, mới tránh được bụng dập xuống đất, nàng vừa định đứng lên, thân thể nặng nề chống đỡ không được, lại nặng nề ngã xuống, trước mắt hôn mê một mảnh, rất nhanh hoàn toàn rơi vào một mảnh hắc ám. Chương 2 Gặp lại mỏng cẩn ngự Bạn đang nghe tại truyện chấm audio 5 năm sau Bệnh viện Y quốc Trong phòng làm việc, Trầm Ninh nhiễm một thân áo blue trắng tỉ mỉ nhìn một phần bệnh án, sau đó đưa ra phương án trị liệu của mình. nghe nói bệnh nhân này là một nhân vật lớn, bệnh viện đặc biệt coi trọng. nàng phía trước ngồi chính là mấy vị y học giới chuyên gia. nghe xong trầm ninh nhiễm phương án trị liệu, không khỏi đưa ra nghi vấn. bác sĩ Astrid, ý của anh là bệnh nhân này có thể chọn phương thức chăm cứu trị liệu phải không? trầm ninh nhiễm gật đầu, đúng vậy. viện trưởng mặt Đức ngồi bên cạnh nghe xong toàn bộ quá trình gật đầu, Astrid thân phận bệnh nhân này không đơn giản, ông ta lại điểm danh muốn cậu trị liệu cho ông ta, cậu có nắm chắc không? Thẩm ninh nhiễm lật xem bệnh án trên tay, nhìn viện trưởng mặt đức lộ ra nụ cười tự tin kiên định, ngài yên tâm, tôi nắm chắc. Nghe thẩm ninh nhiễm nói như vậy, viện trưởng mặt đức cũng yên lòng. Trầm ninh nhiễm là ba năm trước lão viện trưởng tự mình đề cử tới, khi đó nàng mới 25 tuổi, mang theo một đứa nhỏ 2 tuổi, không ít người đối với y thuật của nàng ông nghi ngờ nhưng là ngắn ngủn ba năm, nàng dùng thực lực của nàng ngăn chặn tất cả mọi người miệng, cũng thắng được tất cả mọi người kính nể. Cô nói không thành vấn đề, viện trưởng mặt đức quả thực yên tâm. Tốt lắm, bệnh nhân đã đến phòng khám, muốn tiến thêm một bước kiểm tra, anh đi theo tôi. Thẩm ninh nhiễm giơ tay lên, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cô vốn nên đi đón hách hách tan học, nhưng hiện tại bệnh nhân đã đến, cô cũng không phản đối chỉ có thể gọi điện thoại trước cùng tiểu tử kia nói tiếng xin lỗi, sau đó gọi Dạ Từ giúp nàng đi tiếp một chút hách hách. Nói chuyện điện thoại xong, gương mặt xinh đẹp của Trầm Ninh Nhiễm khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng trước sau như một, đeo khẩu trang, đi theo viện trưởng mặt Đức vào phòng khám. Trong phòng khám, người đàn ông tao nhã khí phách ngồi trên sofa, hai chân thon dài đang xen, sắc mặt tuấn tú cũng không tốt, giờ phút này đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phòng còn có hai cô y tá nhỏ hai tiểu y tá đối mặt nam nhân toàn thân tản mát lạnh lẽo xa cách cảm giác áp bách đều cảm giác cả người cứng ngắc liền hô hấp đều thả thấp rất nhiều sợ quấy rầy hắn răng rắc một tiếng cửa phòng khám mở ra trầm ninh nhiễm đi theo viện trưởng mặt đức vào y tá điên bác sĩ astrid viện trưởng mặt đức gật đầu thẩm ninh nhiễm nhẹ nhàng lên tiếng ừ nam nhân nghe được đồng tĩnh cũng chậm rãi mở cặp mắt nhiếp nhân tâm phách kia ra trầm ninh nhiễm ngước mắt, ánh mắt lạnh nhạt liếc về phía người đàn ông trên sofa. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng trong nháy mắt cảm giác máu của mình đang đông lại. Nam nhân một thân âu phục màu sậm quý giá, một khuôn mặt ngũ quan đường nét rõ ràng, lông mày dài vào tóc mai, sống mũi cao thẳng, môi căng thẳng mím chặt, toàn thân lộ ra kiêu căng cùng tự nhiên. Trong đôi mắt thâm thúy của hắn không có một chút ấm áp, đây chính là bệnh nhân mà viện trưởng mặt đức tôn quý đến không thể có chút chậm trễ. Bà cẩn ngự. Viện trưởng mặt đức mang theo nụ cười đi lên phía trước, bà tổng, tôi giới thiệu cho ngài một chút, vị này là bác sĩ Astrid của bệnh viện chúng tôi, đến đây, Astrid, đến chào hỏi bà tổng. Bà cẩn ngự ánh mắt dừng ở trên người nữ nhân phía sau viện trưởng, nữ nhân tóc dài vén lên, lưu loát buộc ở sau đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay đeo khẩu trang, buông xuống mặt mày tinh xảo không nói gì. Bà cẩn ngự nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, con ngươi hiếp hiếp, cảm giác quen thuộc khó hiểu. Thẩm ninh nhiễm siết chặt lòng bàn tay, cúi đầu thật chặt, chào bà tổng. Đôi mắt bà cẩn ngự nguy hiểm nheo lại, nhìn cô chầm chầm vài giây. Trong lúc nhất thời không khí dằn co, viện trưởng nhìn bà cẩn ngự, lại nhìn trầm ninh nhiễm bị bà cẩn ngự nhìn chầm chầm, không rõ nguyên nhân. Mà trầm ninh nhiễm nội tâm cũng không có bình tĩnh như bề ngoài năm năm không gặp cô không nghĩ tới gặp mặt lại là loại cảnh tượng này cảnh tượng đêm đó vẫn rõ mồn một trước mắt khiến trầm ninh nhiễm theo bản năng muốn rời xa người đàn ông này nhưng trực tiếp rời đi sẽ có vẻ quá mức cố ý ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi cho nên trầm ninh nhiễm chỉ có thể đứng tại chỗ không nhúc nhích trong lòng cầu nguyện không bị nhận ra bà cẩn ngự rốt cục mở miệng đưa tay hướng nàng ngoắt lại đây tim thẩm ninh nhiễm đập nhanh dưới ánh mắt bà cẩn ngự kiên trì đi qua không đợi bà cẩn ngự nói gì nữa cô trực tiếp bắt đầu kiểm tra cho bà cẩn ngự khi ngón tay mềm mại ấm áp chạm vào đầu mình bà cẩn ngự nhận ra một cổ cảm giác quen thuộc rõ ràng đôi mắt bà cẩn ngự nguy hiểm nheo lại có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không tay thẩm ninh nhiễm hơi dừng một chút vẫn chưa kiểm tra xong trầm ninh nhiễm lui sang một bên xin lỗi viện trưởng ta vừa mới kiểm tra một chút Phát hiện bệnh này ta trị không được, ta đi gọi những bác sĩ khác đến. Nói xong thẩm ninh nhiễm cố giả bộ trấn định đi ra ngoài. Viện trưởng sửng sốt, cái gì? Ánh mắt bà cẩn ngự gắt gao đuổi theo bóng lưng nữ nhân, thẳng đến khi nữ nhân biến mất ở trước mắt mình, hắn đột nhiên đứng lên. Hắn cảm giác nữ nhân này thật sự giống một người. Như ai? Như trầm ninh nhiễm. Người phụ nữ đã chết. Bà cẩn ngự đang muốn đuổi theo trợ lý chu thần vội vàng chạy vào, bốt, tiểu thiếu gia mất rồi. Đôi mắt bà cẩn ngự hung hăng hiếp lại, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm chu thần, cái gì gọi là mất. chu thần cả người đều run rẩy ta vừa mới bồi tiểu thiếu gia đi về đúc xe rửa tay công phu, tiểu thiếu gia liền không thấy bóng dáng. Ta. Ta ở chung quanh một vòng đều tìm. Không. Không ai. Bà cẩn ngự mặt lộ hàng sương. Chu thần hoảng hốt không chịu được, tuy rằng đứa bé này không phải là con ruột của bốt nhà bọn họ, nhưng ở chung nhiều năm như vậy, bốt vẫn rất yêu thương tiểu thiếu gia, hiện tại tiểu thiếu gia đã mất, hắn cảm giác mình sắp xong rồi. Bà cẩn ngự đau đầu không chịu nổi, rống giận một tiếng, vậy còn đứng ngay ra đó làm gì, tìm. Vân vân. Viện trưởng mặt Đức ở một bên nghe vậy cả người run rẩy. nếu vị tiểu thiếu gia kia bị mất ở bệnh viện thì không được rồi viện trưởng mặt đức vội vàng nói bạc tổng tôi dẫn mọi người đi điều tra điều tra tương đối nhanh bà cẩn ngự gật đầu dẫn đường làm ơn trầm ninh nhiễm từ trong phòng khám đi ra cả người đều mơ hồ phát run cô đứng trước gương trong toa lét hai tay chống trên bồn rửa tay nhắm mắt thật sâu cho dù qua năm năm cô nhìn thấy người đàn ông kia vẫn sẽ nghĩ đến tất cả những gì xảy ra trong đêm mưa năm năm trước vừa nghĩ đến cô liền không ngừng muốn chạy trốn hắn hận nàng bởi vì quan hân nguyệt bởi vì đứa nhỏ kia bởi vì mạc tu có tội danh hắn hận thấu nàng cô tự nói với mình tuyệt đối không thể để bạc cẩn ngự phát hiện cô nếu không anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô thẩm ninh nhiễm dùng nước lạnh rửa mặt sửa sang lại tâm tình của mình mới đi ra ngoài đúng lúc bắt gặp y tá đến tìm cô bác sĩ astrid viện trưởng bảo tôi tới hỏi cô cô làm sao vậy không có việc gì thân thể không thoải mái lắm gọi bác sĩ khác chữa trị cho hắn đi y tá thấy sắc mặt cô không tốt đành phải nói vậy tôi đi nói với viện trưởng một tiếng cảm ơn trầm ninh nhiễm trở lại văn phòng thay một bộ quần áo một khắc cũng không dám trì hoãn rời đi cô vừa mới lộ diện trước mặt bà cẩn ngự cô sợ đã bị bà cẩn ngự hoài nghi nếu gặp lại bà cẩn ngự sợ là sẽ bị nhận ra cô phải lập tức đi trầm ninh nhiễm mang theo đồ đạc của mình đi ga ra ngầm vừa muốn lên xe trầm ninh nhiễm nghe được một hồi tiếng trẻ con kêu cứu. Tim trầm ninh nhiễm rung lên, thanh âm kia rất giống thẩm an hách. Trầm ninh nhiễm cao mày, mang theo hồ nghi một đường nhanh chóng tìm kiếm thanh âm. Chương 3 Cứu được cái tiểu gia hỏa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tim trầm ninh nhiễm rung lên, thanh âm kia rất giống thẩm an hách. Trầm ninh nhiễm cao mày, mang theo hồ nghi một đường nhanh chóng tìm kiếm thanh âm. Quả nhiên, liền thấy hai người đàn ông lén lút mang theo một đứa bé nhét lên xe, đẩy lòng trầm ninh nhiễm lọc bọp một chút, không chút do dự xông lên phía trước, túng lấy cổ áo sau của một người đàn ông, một cước đá qua, hung hăng đá văng người đàn ông ra. Nam nhân đau đớn tru lên một tiếng, một nam nhân giam cầm hài tử khác trong nháy mắt phản ứng lại, buông hài tử xuống sẽ hướng trầm ninh nhiễm công kích mà đến. Con điếm thúi ở đâu ra, đừng xen vào việc của người khác. Thẩm ninh nhiễm nhíu chặt lông mày, nếu chuyện này tôi quản chắc rồi vậy đừng trách chúng tôi không khách khí với cô nói xong người đàn ông cầm lấy vũ khí ra sức công kích trầm ninh nhiễm trầm ninh nhiễm nghiêng người tránh thoát công kích một cái thủ đau bộ ở nam nhân trên cổ tay nam nhân bị đau côn bổng rơi trên mặt đất trầm ninh nhiễm không cho hắn cơ hội phản ứng một cước đem hắn đạp đến trên tường hai người đàn ông ý thức được mình không phải đối thủ của trầm ninh nhiễm một người đàn ông khác còn muốn lên nữa lại bị ngăn lại chủ thuê nói chuyện này không nên làm lớn xảy ra biến cố thì đi trước trầm ninh nhiễm nhìn bóng lưng bọn họ chạy trốn cũng không có đuổi theo phía trước mà là quay trở lại xem xét đứa bé kia tiểu bằng hữu ngươi không sao lời còn chưa dứt nàng nhìn thấy mặt tiểu tử trước mặt nhất thời sửng sốt hách hách không phải tôi bảo dạ từ thúc thúc đón cậu về nhà sao sao cậu lại chạy đến bệnh viện cho tôi trầm ninh nhiễm đánh giá tiểu tử kia một thân trang phục, một thân khéo léo tiểu âu phục, mang một cái khóc khóc mũ bóng chày, cũng không phải nàng buổi sáng cho hắn mặc quần áo nha, tiểu tử này khi nào thì thay quần áo. Sao lại bị hai người đàn ông bắt cóc? Ha ha, nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra. Một cậu bé mặc âu phục nhỏ, mở to hai mắt to bằng quả nho, mặt không chút thay đổi nhìn trầm ninh nhiễm. Hiu. Là đang gọi hắn nhưng anh không phải là hách hách mà là bạc dục thần trầm ninh nhiễm thấy mình nói một đống lớn tiểu tử trước mặt vẫn an tĩnh đến thần kỳ trầm ninh nhiễm cảm thấy đứa nhỏ là bị một màn vừa rồi dọa không nhẹ đau lòng ông nó một cái được rồi được rồi mẹ không hỏi chuyện này có kỳ quặc mẹ dẫn con về nhà trước vừa rồi hai tên bắt cóc kia nói cái gì mà chủ thuê ai đã bắt cóc con cô ấy nàng ở bên này cũng không có gây thù những chuyện này trước đó đều không có phát sinh qua bạc dục thần chớp chớp mắt mẹ thẩm ninh nhiễm mở điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian bạc dục thần chú ý tới ảnh chụp trên màn hình điện thoại của thẩm ninh nhiễm là ảnh chụp chung của mình và cô bạc dục thần ngẩn người anh có thể xác định mình không nhìn lầm nhưng quả thật anh cũng không nhận ra người phụ nữ này người trong tấm ảnh này không phải anh nhưng lại giống hệt anh như đúc khả năng duy nhất chính là anh và anh cùng một mẹ sinh ra. Như vậy người trước mặt tự xưng là mẹ cậu, cũng là mẹ cậu sao? Nhưng tất cả mọi người đều nói mẹ cậu đã chết. Không đợi hắn cự tuyệt, nữ nhân đã ôm lấy hắn, hướng một phương hướng khác đi. Ánh mắt bạc dục thần mờ mịt, luống cuốn. Mà giờ phút này phòng giám sát. Cuối cùng bà cẩn ngự nhìn thấy bóng dáng bạc dục thần trong gara ngầm, anh bị một người phụ nữ ôm người phụ nữ đưa lưng về phía camera không thấy rõ khuôn mặt. Sắc mặt bà cẩn ngự tối dần, tầm mắt nhìn chầm chầm người phụ nữ trong video theo dõi, nhìn thân hình người phụ nữ, lại là cảm giác quen thuộc khó hiểu kia. Bà cẩn ngự cau mày, mặc kệ có gặp qua hay không, nữ nhân này dám mang con của hắn đi, muốn chết. Viện trưởng mặt đức lúc này mồ hôi lạnh đã chảy ròng, liếc mắt một cái đã nhận ra trầm ninh nhiễm. Cô rốt cuộc đang làm cái gì, không trị liệu cho người ta, còn bắt cóc con trai người ta chạy. Phái người đuổi theo. Bà Cẩn Ngự lạnh lùng nói. Vâng. Bà Cẩn Ngự vội và đi ra khỏi phòng theo dõi. Mà lúc này, Trầm Ninh Nhiễm đã mang theo bạc dục thần lái xe từ ga ra ngầm đi ra, rất nhanh phía sau một nhóm người đuổi theo, Trầm Ninh Nhiễm nhìn kính chiếu hậu, trong lòng rung lên. Những người đó đuổi theo. Hách hách ngồi xuống. Trầm Ninh Nhiễm nhìn đèn xanh trước mặt, trực tiếp lái xe xông ra ngoài. Lúc này cách trầm ninh nhiễm khoảng cách hơn 10 mét địa phương, một chiếc màu đen xe Việt giả dừng lại. Một đạo thân ảnh nho nhỏ từ trên xe đi xuống, cửa sổ xe ghế lái cũng theo đó rơi xuống. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, cánh tay tùy ý khoát lên cửa sổ xe, con ngươi hẹp dài mị hoặc hơi nhếch lên, tiểu tử, mẹ ngươi không đáng tin như vậy, không bằng sau này theo ta lăn lộn. Thẩm an hách thô lỗ nhét áo khoác vào cặp sách, Hừ một tiếng nói, có thể, sau này cậu nhận tôi làm lão đại, chúng ta cùng nhau lăn lộn. Người đàn ông không chút để ý nhíu mày, cười khẽ một tiếng, vật nhỏ to bằng cái trấm còn muốn vượt qua đầu anh. Cẩn thận anh nói cho mẹ em biết hôm nay em lại được mời phụ huynh. Tối qua anh dẫn em đến quán bar, cẩn thận em nói cho mẹ em biết. Sắc mặt người đàn ông thay đổi, một giây sau, hai người ăn ý vương tay nắm lấy. Ngươi cảm thấy chuyện của chúng ta bại lộ đủ mẹ ngươi đuổi theo chúng ta dết mấy lần. Thẩm An Hách, tuyệt đối không thể để cho mẹ em biết. Tôi thích sự thông minh của cậu nhóc này. Đi rồi. Dạ từ nhếch môi cười, thanh âm khôi phục trước sau như một tảng mạn, đi thôi. Thẩm An Hách đeo cặp sách sôi nổi đi vào trong bệnh viện, dư quan nhìn thấy chiếc xe đổ ở ven đường, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là xe của Thẩm Ninh Nhiễm, đang muốn mở miệng gọi mẹ, kết quả cậu liền nhìn thấy một cậu bé khác ngồi trên ghế an toàn thuộc về cậu ở phía sau xe. Mấu chốt nhất chính là, cậu bé kia cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. Thẩm An hách sững sờ tại chỗ, chờ cậu kịp phản ứng, mẹ ruột đã mang theo cậu bé kia nhanh chóng lái xe rời đi. Lúc này, cổ áo sau của Thẩm An hách đột nhiên bị một cổ lực mạnh túng lại. Thẩm An hách vội vàng đạp chân ngắn, phẫn nộ nói, ai dám túng cổ áo của bổn tiểu gia. Ta, lão tử ngươi ngươi là ai a à, dám tự xưng bổn tiểu gia lão tử ta trả lại lão tử ngươi đây thẩm an hách dùng sức trừng mắt chân ngắn quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt lạnh khốc lại âm trầm đi ra ngoài một chuyến thật con mẹ nó tiền đồ bà cẩn ngự cau mày ánh mắt nghiêm túc nhìn tiểu tử này thẩm an hách nhìn thấy một khuôn mặt hung dữ vừa nhìn đã biết là người xấu thẩm an hách giơ nắm đấm nhỏ lên một quyền đánh vào mũi bà Cẩn Ngự. Bà Cẩn Ngự bất ngờ không kịp đề phòng, trúng một quyền, trong mũi lập tức trào ra một dòng nước ấm. Bố! Chu thần đi theo phía sau nhìn ngay người. Bà Cẩn Ngự đặt đứa bé trong tay xuống đất, thẩm an hách điên cuồng chạy về phía trước, vừa chạy vừa hô to, người xấu, tôi muốn báo cảnh sát. Chú bác chỉ cứu mạng. Bà Cẩn Ngự bịt mũi, tay đầy máu tươi. Tiểu gia hỏa này đột nhiên nổi điên cái gì? bố, ta không sao, đi tìm hắn về. vâng. chu thần nhanh chóng ông lấy thẩm an hách, tiểu thiếu gia. ngao. thẩm an hách ra quyền cực nhanh, trên mặt chu thần cũng trúng thẩm an hách hai quyền. tiểu thiếu gia, ngài đừng náo loạn. ông ấy là cha của ngài mà. bố ơi. thẩm an hách nhất thời sửng sốt. một cái tên cực kỳ xa lạ. Người đàn ông vừa xách cậu lên lấy khăn lau sạch vết máu, vẻ mặt âm trầm nhìn cậu. Như thế nào? Đi ra một chuyến, ngay cả ta cũng không nhận ra. Thẩm An Hách nhìn bà cẩn ngự, nhíu mày. Sửng sốt một giây, Thẩm An Hách kịp phản ứng, hắn biết người này, lúc trước hắn ở trên TV tin tức nhìn thấy qua hắn, hắn cùng một chỗ với một nữ nhân, hình như là tuyên bố muốn đính hôn. Khi đó mẹ nó cũng nhìn thấy, ánh mắt mẹ vẫn lộ ra vài phần thương cảm. Một người khiến mẹ đau lòng, cậu nhất thời tò mò liền tra xét cậu, vừa tra mới biết được, người đàn ông này lại là chồng của mẹ cậu, không, chồng cũ, cũng chính là cha cậu chưa từng gặp mặt. Vì càng hiểu rõ người cha này một ít, hắn còn cố ý đi hỏi dạ từ thúc thúc, mới biết được cái này đại tra năm lúc trước là như thế nào đối với mẹ hắn. Bạc dục thân Bị câm Thanh âm bạc cẩn ngự rất trầm, nhưng cũng không vì một quyền kia mà trách cứ anh. Bạc dục thần. Gọi hắn. Chương 4. Nhận sai manh em bé. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thẩm An hách mở to hai mắt nhìn hắn. Người cha xấu xa này rõ ràng biết hắn. Có chuyện gì vậy? Não nhỏ thông minh của Thẩm An hách giật giật, đột nhiên nghĩ đến cậu bé trông giống hệt cậu bên cạnh mẹ. Lúc trước mẹ từng nói, nó vốn có một người anh trai nhưng anh trai không sống sót nhưng bộ dạng giống nhau như đúc chỉ có thể là song sinh nói cách khác tiểu nam hài kia là ca ca của hắn nhưng hắn rõ ràng còn sống đây là chuyện gì xảy ra hơn nữa dựa theo tình huống trước mắt người cha xấu nhận lầm hắn mấy năm nay anh trai hẳn là ở bên cạnh người cha xấu cho nên người cha hư mới có thể nhận nó là anh trai mà mẹ hẳn là nhận anh trai là nó cái đầu nho nhỏ của thẩm an hách rất nhanh đem sự tình lý giải một lần. Thấy tiểu tử kia vẫn nhìn chầm chầm hắn, cũng không nói lời nào, bà cẩn ngự không có kiên nhẫn. Thẩm an hách nghĩ, nếu bọn họ đều nhận lầm người, người anh trai kia lại đi theo mẹ cậu, vậy không bằng cậu cũng tương kế tự kế, ở lại bên cạnh cha trước. Thứ nhất, xem như thay ca ca yểm hộ, thứ hai, hắn muốn tìm hiểu một chút về người này. Bà cẩn ngự giơ tay lên thẩm an hách cả kinh còn tưởng rằng hắn muốn đánh hắn lực lượng chênh lệch khá lớn đánh không lại liền nhận sợ thẩm an hách nhào tới ông lấy đùi bà cẩn ngự ba con sai rồi con không nên đánh ba con xin lỗi ba cũng đừng đánh con quả nhiên bàn tay không có rơi xuống bà cẩn ngự nhìn đồ trang sức trên đùi có chút ngây người đây là đứa con trai cảm xúc lãnh đạm không thích nói chuyện của anh thẩm an hách ông đùi cậu vặn tới vặn lui tôi vừa rồi không phải cố ý, tôi nhìn lầm, tưởng là người xấu, đừng đánh tôi đừng đánh tôi. Bà cẩn ngự hít mắt, nhìn chầm chầm tiểu tử trên đùi, tỉ mỉ nhìn chầm chầm mặt hắn vài giây, tự hồ muốn nhìn ra cái gì khác thường. Nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Đứng lên. Thẩm an hách lặng lẽ nâng mắt lên nhìn hắn một cái, thấy hắn không có dấu hiệu phát hỏa, vụt một cái xuống. Bà cẩn ngự vẫn cảm thấy không thích hợp, quần áo hắn mặc trên người cũng không đúng. Người phụ nữ kia thay quần áo cho anh. Thẩm An hách gật đầu li lịa, quần áo của con không cẩn thận bị bẩn, mẹ. Dì thay cho con một bộ, cho nên dẫn con rời đi. Thẩm An hách đưa bạc dục thần đi cho thẩm ninh nhiễm, tìm một lý do hợp lý. Bà cẩn ngự nghe anh nói như vậy, không hoài nghi nữa, theo anh trở về, lần sau không được như vậy nữa. Thẩm An hách giả bộ nhu thuận, gật gật đầu đem những người đó đi gọi về. Bà Cẩn Ngự hướng Chu Thần phân phó. Vâng. Bà Cẩn Ngự vừa định mang theo tiểu tử lên xe, một chiếc xe bên cạnh dừng lại, một người phụ nữ đi xuống, người phụ nữ một thân váy dạ hội, mang theo một cái túi nhỏ, một đầu tóc quăng màu trà, khuôn mặt tinh xảo linh động mang theo ý cười nhợt nhạt, dịu dàng động lòng người, tinh xảo khéo léo. A Cẩn. Nàng dịu dàng gọi bà Cẩn Ngự một tiếng bà cẩn ngự nhìn thấy quan hân nguyệt sắc mặt lạnh lùng dịu đi vài phần sao em lại tới đây nghe bác gái nói con đến nước y khám bác sĩ mẹ lo lắng cho con cho nên cùng nhau tới đây quan hân nguyệt tự nhiên kéo cánh tay bà cẩn ngự nhìn thần sắc bà cẩn ngự hỏi a cẩn em sẽ không trách anh tự ý tới đây chứ bà cẩn ngự thản nhiên nói sẽ không lần sau muốn tới nói với ta một tiếng ta phái người đón ngươi quan hân nguyệt mỉm cười lộ ra hai bên má lúng đồng tiền nhìn ngọt ngào động lòng người biết em đau lòng anh nhưng không phải anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ sao em thấy thế nào nhắc tới bác sĩ kia sắc mặt bà cẩn ngự hơi âm trầm anh ấy bị rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng đã gặp rất nhiều bác sĩ và điều trị không hiệu quả nghe nói nơi này có một bác sĩ y thuật rất cao có lẽ có thể trị bệnh cho hắn cho nên hắn cố ý từ đế đô chạy tới y quốc kết quả nói cho hắn biết nàng trị không được là trị không được hay là không muốn trị đây là lần đầu tiên bà cẩn ngự bị người khác lạnh nhạt như vậy còn có vị bác sĩ kia rất giống một cố nhân một cố nhân đã chết càng nghĩ càng giận bà cẩn ngự quét chu thần bên cạnh lạnh giọng anh đi tìm viện trưởng muốn một phần tư liệu thân phận của bác sĩ kia chu thần lập tức gật đầu vâng tôi đi ngay đây thấy sắc mặt bà cẩn ngự hung ác nham hiểm lại đột nhiên muốn điều tra một bác sĩ, quan hân nguyệt quan tâm hỏi, sao vậy A Cẩn? Bà Cẩn ngự không muốn nói thêm gì, chỉ nói, không có việc gì. Quan Hân Nguyệt nhíu mày, cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ là một bác sĩ, cô cũng không nghĩ nhiều, tầm mắt dừng ở trên người thẩm an hách đang nhìn cô. Nhìn thấy vật nhỏ này, đáy mắt nàng nhìn không được xẹt qua một tia chán ghét, vừa rồi nàng liền muốn thành công, không biết là nữ nhân chết tiệt nào chạy tới phá hư kế hoạch của nàng quan hân nguyệt lơ đãng liếc mắt nhưng thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo tràn đầy ý cười ôn nhu tiểu dục thẩm an hách trực tiếp tránh bàn tay cô đưa tới sờ đầu anh nụ cười của quan hân nguyệt cứng đờ tay dừng lại giữa không trung thẩm an hách nhíu mày cô chính là người phụ nữ muốn đính hôn với người cha xấu xa đúng không hừ nhìn không giống người tốt ánh mắt của nàng rõ ràng rất chán ghét hắn trên mặt biểu hiện lại giống như rất thích hắn quan hân nguyệt ủy khuất quay đầu nhìn bà cẩn ngự quan hân nguyệt và bà dục thần ở chung không tốt bà cẩn ngự đã sớm biết bây giờ nhìn thấy thái độ của cậu nhóc đối với quan hân nguyệt bà cẩn ngự cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ thản nhiên nói trở về đi quan hân nguyệt giật giật khóe miệng tức giận đến cắn răng con tiện nhân kia chết rồi còn muốn giữ lại đứa bé đối nghịch với cô năm năm trước nếu không phải cô sớm có chuẩn bị Bạc cẩn ngự thiếu chút nữa liền phát hiện bạc dục thần là con ruột của anh và trầm ninh nhiễm nếu thật sự là như vậy bà cẩn ngự nhất định sẽ điều tra lại chuyện 5 năm trước như vậy cô coi như xong quan hân nguyệt gắt gao siết chặt lòng bàn tay bạc bà dục thần ở bên cạnh bạc cẩn ngự đối với cô mà nói chính là một quả bom hẹn giờ cô phải nghĩ cách đưa anh đi quan hân nguyệt đưa chìa khóa xe cho vệ sĩ bên cạnh anh lái xe của tôi về đi tôi muốn ngồi xe của a cẩn bà cẩn ngự ngồi lên xe, quan hân nguyệt đang muốn ngồi ghế lái phụ. Kết quả một thân ảnh nhỏ lướt qua cô, nhanh chóng ngồi lên. Quan hân nguyệt nhíu mày, nhìn vị trí của mình bị chiếm đoạt, cô mím môi nói, tiểu dục, thân thể gì có chút không thoải mái, cảm giác ngực khó thở, gì lại có chút say xe, con để gì ngồi ghế lái phụ được không? Nói xong quan hân nguyệt lại đáng thương nhìn về phía bà cẩn ngự. Thẩm An Hách nhìn cô một cái, nhiều tật xấu như vậy, còn muốn ngồi xe của chúng ta, vạn nhất chết trên xe thì làm sao bây giờ? Quan Hân Nguyệt Bà cẩn ngự nhíu mày, ánh mắt càng thêm nghiêm túc, trầm giọng quát lớn, bạc dục thần. Anh nói thế nào? Thân thể cô ấy không thoải mái, không đi bệnh viện, ngồi ghế phụ lái là được sao? Thẩm An Hách cho tới bây giờ cũng không phải là bị khinh bị tính tình, vừa mới lấy mắt trắng trận lật hắn, hắn là nhất định phải trả lại. Xuống xe, bà cẩn ngự trầm giọng nói. Ngươi thích giúp nàng như vậy, sao ngươi không đi làm cha nàng? Chương 5 Hắn phát hiện, nàng là chết giả. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bà cẩn ngự nhíu mày thật sâu, tiểu gia hỏa này hôm nay rất không thích hợp. Cậu mới 5 tuổi, không thể ngồi ghế phụ. Bà cẩn ngự dụng kiên nhẫn giải thích, đi ghế an toàn phía sau ngồi. Thật là phiền phức thẩm an hách hừ hừ đi ra hàng ghế sau quan hân nguyệt ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại khiêu khích hắn cười ánh mắt thẩm an hách hướng lên trên trợn trắng mắt bạc dục thần thấy thẩm ninh nhiễm chạy trốn lạnh lùng mở miệng hỏi tại sao chúng ta phải chạy bởi vì bọn họ đang đuổi theo chúng ta bạc dục thần mím môi dưới anh muốn nói bởi vì em mang theo anh cho nên bọn họ theo đuổi em nhưng bạc dục thần muốn biết rõ người này rốt cuộc có phải là mẹ của mình hay không, cho nên anh không nói gì. Trầm Ninh Nhiễm không xác định những người đó là bởi vì bạc cẩn ngự nhận ra cô, cho nên phái người đuổi theo cô, hay là nhóm người vừa mới bắt cóc hách hách kia, nhưng vô luận là loại nào, cô quan trọng nhất vẫn là bảo vệ an toàn cho đứa bé. Bà Cẩn Ngự vừa rồi xem ra đã hoài nghi cô, cô phải tránh đầu sóng ngọn gió trước. Hách hách, mẹ có chút việc phải xử lý. Đưa con đến chỗ chú dạ từ trước, được không? Không thể. Cậu nhóc ngồi phía sau lạnh giọng tự tuyệt. Thanh âm kia để trầm ninh nhiễm không khỏi nghi hoặc, con trai của mình khi nào thì trở nên lạnh khóc lạnh khóc, còn như vậy ít nói, bình thường thẩm an hách chính là một cái nói nhiều. Vì sao? Con không thích dạ từ thúc thúc sao? Không biết. Bạc dục thần thốt ra, nói xong liền cảm thấy không đúng, đổi giọng, anh không muốn rời khỏi em trầm ninh nhiễm nghi hoặc một chút lại nghi hoặc một chút cuối cùng nghe tiểu tử kia nói như vậy thở dài nhưng là mẹ hiện tại chỉ sợ có chút phiền toái mẹ muốn trước bảo đảm an toàn của con bạc dục thần quay đầu nhìn xe phía sau đã không đuổi theo bây giờ an toàn rồi thẩm ninh nhiễm thấy hôm nay đứa bé thật sự không muốn rời khỏi cô đành phải thở dài một tiếng vậy được rồi mẹ đưa con về trước để tránh bị theo dõi thẩm ninh nhiễm phải đi vài vòng mới về đến nhà bạc dục thần vừa tiến vào phòng khách đôi mắt sáng ngời như đá quý đen nhịn không được bị ảnh chụp treo trên vách tường hấp dẫn trong ảnh là một cậu bé trông giống hệt anh vui vẻ rút vào trong lòng người phụ nữ bạc dục thần mất mát cúi thấp mắt cô thật sự cũng là mẹ anh sao nhưng khi nó bắt đầu nhớ lại tất cả mọi người đều nói cho nó biết nó không có mẹ cũng không phải con ruột của cha nó là một con hoang nếu không phải cha thu nhận nó nó chính là một cô nhi nếu cô ấy thực sự là mẹ của anh ấy, tại sao cô ấy không đến với anh ấy? Tại sao lại bỏ anh ta lại? Rất nhiều nghi vấn tập trung ở trong lòng bạc dục thần, còn chưa tìm được đáp án. Thẩm ninh nhiễm thấy cậu nhóc nhìn chầm chầm vào tấm ảnh, lặng lẽ đi qua, bất ngờ khoác lên vai cậu nhóc, nhìn cái gì vậy? Trầm ninh nhiễm vốn muốn treo chọc hắn một chút, không nghĩ tới tiểu tử kia thân thể đột nhiên run rẩy một chút, trong tay khung ảnh mảnh liệt rơi trên mặt đất thủy tinh vỡ đầy đất. Quay đầu lại, bạc dục thần vẻ mặt kinh hoảng nhìn cô, như là bị dọa. Nhận thấy được biểu tình không bình thường của tiểu tử kia, trầm ninh nhiễm dừng một chút, khẩn trương hỏi, hách hách, ngươi làm sao vậy? Lông mày bạc dục thần căng thẳng, ngồi xổm xuống, thu dọn mảnh thủy tinh trên mặt đất, không xứng, anh không cố ý. Trầm ninh nhiễm lập tức ngăn cản động tác của anh, anh đừng nhúc nhích, cẩn thận cắt vào tay, tôi thu dọn, đi ngồi. Bạc Dục Thần đứng dậy, nhìn Thẩm Ninh Nhiễm nhanh nhẹn thu dọn mảnh thủy tinh. Bạc Dục Thần mím môi. Không xứng đáng. Không sao đâu, nhưng mẹ đã nói với con rất nhiều lần, làm vỡ kính thì đừng cử động, tránh bị thương tới tay, nhớ chưa? Bạc Dục Thần gật đầu, giọng nói vẫn không có tình cảm gì, biết rồi. Giờ phút này trong thư phòng của Bạc Cẩn Ngự, gió lạnh thấu xương thổi quét Chu Thần, Chu Thần đứng ở trước bàn rung lẩy bẩy ai có thể tưởng tượng được, hắn vừa tra xét, liền phát hiện bác sĩ Astrid cư nhiên có khuôn mặt giống hệt như người vợ trước đã chết của bọn họ. Không, không phải bộ dạng giống nhau như đúc, mà là kia chính là bọn họ chết đi vợ trước. Bà cẩn ngự nắm chặt ảnh chụp trong tay, gắt gao nhìn chầm chầm người phụ nữ trong ảnh, đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ thẳm. Người xác định chính là nữ nhân này. Xác định. Chu thần liên tục tra xét hai lần, vô cùng xác định. Sắc mặt bạc cẩn ngự vừa lạnh vừa lạnh. Không tệ. Trầm ninh nhiễm. Cái kia năm năm trước hại chết quan hân nguyệt hài tử, chính mình lại trống rỗng biến mất nữ nhân. Lúc ấy nhìn thấy hai phần giấy chứng tử cùng một đứa bé đưa tới, hắn còn đối với cái chết của nàng tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí đối với nàng mang theo một tia ấy nấy. Cho nên anh dựng mộ cho cô và đứa bé không sống sót kia, lại coi bạc dục thần là cốt nhục thân sinh. Tìm mọi cách che chở. Không nghĩ tới, cô không chỉ không chết, còn làm bác sĩ ở y quốc. Không tệ. Đùa giỡn hắn chơi. Tốt lắm. Giả chết. Lừa hắn. Chính mình chạy thoát, còn bỏ lại đứa nhỏ. Bà Cẩn Ngự càng nghĩ càng tức, đột nhiên đứng lên, đi bệnh viện. Quang Hân Nguyệt mới vừa đi tới cửa, nhìn thấy bà Cẩn Ngự đang muốn dưng lên nụ cười bà cẩn ngự mang theo một cổ gió lạnh trực tiếp xẹt qua bên cạnh nàng cũng không quay đầu lại rời đi a à, cẩn bà cẩn ngự không có đáp lại quan hân nguyệt nhíu nhíu mày tò mò cái gì làm cho bà cẩn ngự tức giận như vậy vì vậy cô đi vào thư phòng cầm lấy phần tư liệu trên mặt bàn phía trên là một phần tư liệu của bác sĩ bệnh viện di chuyển xuống dưới nữa thân thể quan hân nguyệt đột nhiên cứng đờ khi nhìn thấy bức ảnh trên suýt nữa khiến cô trực tiếp kinh hô thành tiếng lại là trầm ninh nhiễm trên tấm hình kia rõ ràng là khuôn mặt của trầm ninh nhiễm quan hân nguyệt khiếp sợ che miệng trầm ninh nhiễm không phải đã chết sao làm sao có thể trở thành bác sĩ của bệnh viện quan hân nguyệt gắt gao nắm chặt phần tư liệu kia chết tiệt con tiện nhân này sao lại sống lâu như vậy vốn một bạc dục thần đã đủ làm cho cô đau đầu nếu tiện nhân này lại lợi dụng thủ đoạn trở về bên cạnh bạc cẩn ngự, vậy cô làm sao bây giờ? Không được, cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Năm năm trước Trầm Ninh Nhiễm chưa từng đấu với cô, lần này cô vẫn có thể gắt gao dẫm cô dưới lòng bàn chân. Quan Hân Nguyệt cắn chặt môi, bước nhanh ra ngoài. Thẩm An hách cơm nước xong ở trong biệt thự đi dạo một vòng, đem địa hình nơi này đều sờ một lần, Cậu vừa lắc lư xong trở về liền nhìn thấy người cha xấu xa cùng người phụ nữ xấu xa, một trước một sau lạnh lùng rời đi. Thẩm An Hách cảm giác không thích hợp lắm, sau khi bọn họ rời đi, anh đẩy cửa ra, đi vào thư phòng trước khi bọn họ rời đi, thư phòng rất khí phái, trang hoàng màu xám đen, nhìn có vẻ áp lực, nhưng ngược lại rất giống phong cách mà người cha xấu thích. Thẩm An Hách đi tới, trên mặt đất nhìn thấy một phần giấy bị vò thành một cục. Thẩm An Hách ngồi xổm xuống nhặt lên, mở ra liền thấy đây là một phần tư liệu về mẹ cậu thẩm an hách nhíu mày cho nên người cha xấu xa và người phụ nữ xấu xa nhìn thấy tư liệu của mẹ mới tức giận như vậy sao mặc kệ như thế nào bọn họ đã biết thân phận của mẹ cậu phải mau chóng thông báo cho mẹ thẩm an hách vội và chạy ra ngoài lại bị người hầu ngăn lại tiểu thiếu gia ngài muốn đi đâu thiếu gia dặn ngài không được ra ngoài thẩm an hách trong lòng sốt ruột nhìn chung quanh Người hầu và vệ sĩ ở đây chắc chắn sẽ không cho phép một đứa trẻ như anh ta chạy ra ngoài. Nó cho dù đi ra ngoài cũng nhất định sẽ có một đám người đi theo, không được, có người đi theo nó càng không có khả năng đi tìm mẹ. Anh suy nghĩ một chút, nhìn người hầu hỏi, có thể mượn di động của em một chút không? Anh muốn gọi điện thoại. Chương 6 Xin lỗi, cùng súc sinh không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio người hầu xin lỗi nhìn thẩm an hách xin lỗi tiểu thiếu gia giờ làm việc chúng tôi không cho phép mang điện thoại di động thẩm an hách lại hỏi vậy máy tính thì sao tôi muốn chơi máy tính người hầu gật đầu được tiểu thiếu gia ngài chờ một chút tôi lập tức đi lấy cho ngài rất nhanh một chiếc máy tính đặt trước mặt cậu thẩm an hách mở máy tính ra ngón tay thuần thục thao tác trên đó thẩm ninh nhiễm mang theo bạc dục thần vừa ăn cơm xong di động của thẩm ninh nhiễm liền vang lên đêm nay không có một khắc yên tĩnh thẩm ninh nhiễm đi qua nhận điện thoại alo bây giờ cậu lập tức đến bệnh viện một chuyến viện trưởng mặt đức vô cùng lo lắng nói thẩm ninh nhiễm không hiểu vì sao sao lại gấp sao vậy anh đến bệnh viện rồi nói sau viện trưởng mặt đức nói xong không cho cô cơ hội hỏi trực tiếp cúp điện thoại trầm ninh nhiễm cảm thấy khó hiểu nghe viện trưởng mặt đức ngữ khí cũng không giống như là bệnh nhân xảy ra vấn đề gì, vậy gấp gáp như vậy kêu nàng đi qua là làm cái gì? Trầm ninh nhiễm đang đau khổ suy tư, đột nhiên trong đầu nhảy ra khuôn mặt âm trầm khủng bố của bà Cẩn Ngự. Tim cô đập thình thịch. Sẽ không thật sự là bị bà Cẩn Ngự nhận ra chứ? Hẳn là cũng sẽ không a à, nàng hôm nay đeo khẩu trang, còn không đến mức trực tiếp bị nhận ra. Tại sao vậy? trầm ninh nhiễm trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng dù sao cũng là viện trưởng tự mình gọi cô đi, cô không có lý do gì không đi. Hách hách, mà mì đi ra ngoài một chuyến, con ngoan ngoãn ở nhà, có người không quen biết gõ cửa, không thể mở cửa biết không. Bạc dục thần ngước mắt lên, nhìn thẩm ninh nhiễm, em đi đâu? Bệnh viện có việc, mẹ phải đi một chuyến, nếu con không có việc gì làm thì xem máy tính trước đi thẩm ninh nhiễm đem laptop lấy ra đặt ở trước mặt tiểu tử kia. Bạc dục thần đảo mắt, ừ. Hách hách ngoan nhất, mẹ đi rồi. Sau khi trầm ninh nhiễm đi, bạc dục thần ngồi trên sofa, có chút lo lắng mình đi ra ngoài lâu như vậy, bà cẩn ngự sẽ lo lắng cho anh, sẽ tìm anh. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, máy tính trước mặt tự động tích tích, tích tích vang lên. Bạc dục thần nhíu mày, mở máy tính, bên trong đột nhiên nhảy ra một khuôn mặt giống hệt mình hai đứa nhỏ nhìn nhau chăm chăm tuy rằng đều đã biết đối phương tồn tại nhưng đột nhiên đánh một cái đối mặt hai con nhỏ đều vẫn là sửng sốt thẩm an hách là người đầu tiên kịp phản ứng cậu là con trai khác của mẹ tớ phải không tớ tên thẩm an hách cậu tên gì bạc dục thần mím môi lấy lại tinh thần kinh ngạc gật đầu bạc dục thần thẩm an hách chớp chớp mắt được rồi anh trai này hơi lạnh thẩm an hách lập tức lại nói mẹ coi con là con mang về nhà bạc dục thần nhìn môi trường xung quanh thẩm an hách lập tức hiểu ra xem ra em cũng bị cha anh coi là anh mang về nhà rồi ừm những thứ này chúng ta nói chuyện sau mẹ nói mẹ lớn hơn con mẹ chính là anh trai con anh trai mẹ đâu bạc dục thần mở miệng nói mẹ đi bệnh viện hình như có việc gấp nguy rồi vẫn là chậm một bước có chuyện gì vậy chuyện này nói ra rất dài dòng hình như ba biết mẹ ba nhìn rất tức giận con sợ ba sẽ gây bất lợi cho mẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của bạc dục thần càng thêm nghiêm túc lúc trước cậu thường xuyên nghe người phụ nữ xấu xa quan hân nguyệt kia cố ý nhắc tới bên tai cậu cho nên cậu cũng biết tình cảm của ba mẹ cũng không tốt bây giờ nghe thẩm an hách nói như vậy bạc dục thần cũng khẩn trương vài phần ca ca thân phận của ngươi còn muốn cho ta mượn dùng một chút ngươi cứ việc dùng cẩn thận quan hân nguyệt nàng rất xấu xa. Hiểu rồi, thời gian gấp, tối nay chúng ta sẽ liên lạc lại. Ừ. Trầm Ninh Nhiễm vừa tới bệnh viện, đang muốn tìm một chỗ đậu xe dừng xe, một giây sau, bốn phía nháy mắt lao ra một đám người áo đen, lập tức đem xe của nàng vây lại. Trầm Ninh Nhiễm thầm nghĩ trong lòng, gặp nguy rồi. Cô phản ứng nhanh chóng, chuẩn bị quay xe đi ra ngoài, rất nhanh, một chiếc xe đen trực tiếp chặn đường đi của cô thẩm ninh nhiễm đành phải phanh lại rất nhanh cửa sổ xe bên ngoài bị người ta gõ thẩm tiểu thư mời cô xuống xe sắc mặt thẩm ninh nhiễm đen đi vài phần không có động tác qua vài giây cửa sổ xe lại một lần nữa truyền đến hai tiếng gõ gõ ngay sau đó trầm ninh nhiễm nghe thấy giọng nói lạnh lùng của trợ lý chu thần không kiên nhẫn lặp lại một lần thẩm tiểu thư mời cô xuống xe ngữ khí rất công thức hóa không mang theo bất kỳ tình cảm nào tuy rằng dùng chữ mời này, thái độ lại dị thường cường ngạnh, không hổ là trợ lý của bạc cẩn ngự. Trầm ninh nhiễm xoa xoa huyệt thái dương, vẫn bị bạc cẩn ngự tên bệnh thần kinh này tìm được, cô bức thiết muốn chạy trốn. Nhưng đối phương đã không cho nàng cơ hội. Trầm ninh nhiễm dừng xe xong, cởi dây an toàn, từ trên xe bước xuống, nhìn tư thế trước mặt này, cô hung hăng nhíu mày. Cho nên chính là ở chỗ này chờ nàng đúng không? nam nhân kia giờ phút này đang đứng ở cách xe hai ba mét ngón tay hắn đốt khói sương trắng lượn lờ mông lung che lấp khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của hắn ánh đèn lờ mờ trầm ninh nhiễm không thấy rõ sắc mặt bạc cẩn ngự nhưng cảm giác cách vài mét cô đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của đối phương trầm ninh nhiễm cả người cứng đờ buông ở hai bên tay đột nhiên siết chặt bởi vì sợ ý nàng theo bản năng muốn chạy trốn nhưng đôi mắt ưng kia đang gắt gao nhìn chầm chầm nàng nàng căn bản chạy không thoát thẩm ninh nhiễm bức bách chính mình tỉnh táo lại đến bệnh viện nàng thói quen lúc nào cũng đeo khẩu trang giờ phút này nàng cũng đeo khẩu trang nhưng nam nhân ánh mắt lại như là muốn xuyên thấu kia tầng mỏng manh khẩu trang đem nàng nhìn thấu thẩm ninh nhiễm bà cẩn ngự gằn từng chữ gọi ra tên trầm ninh nhiễm vào giờ khắc này trầm ninh nhiễm cảm giác toàn thân máu chảy ngược một trái tim khẩn trương đến tựa hồ muốn nhảy ra chúng ta quen nhau sao trầm ninh nhiễm lạnh giọng hỏi bà cẩn ngự lạnh lùng cười tôi và tiên sinh không quen nhau nên đi trước thẩm ninh nhiễm xoay người muốn đi vào trong bệnh viện bà cẩn ngự cũng không ngăn cản cô rất nhanh trầm ninh nhiễm bị hai cái to lớn vệ sĩ một bên mang theo trở về buông ta ra các ngươi có tư cách gì ngăn cản ta đông một tiếng trầm ninh nhiễm bị ném trước mặt bà cẩn ngự không đợi cô đứng lên, người đàn ông vươn tay, nằm ngón tay lạnh như băng kéo khẩu trang của cô xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô. Bà cẩn ngự nhìn thấy trầm ninh nhiễm khuôn mặt giống như năm năm trước, sắc mặt nhất thời càng thêm hung ác nham hiểm. Anh nắm chặt cầm cô, đáy mắt lạnh lẽo tàn sát bừa bãi, anh miếm chặt môi, giận dữ hóa cười, trầm ninh nhiễm, giả vờ không nhận ra cho anh. Hả? Thẩm ninh nhiễm nhíu chặt mày, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào anh. Trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo cùng xa cách. Bà cẩn ngự giật mình. Mấy năm không gặp, anh không có gì muốn nói với em sao? Xin lỗi, tôi và súc sinh không biết nên nói gì. Chương 7 Tiếp tục nên đón ngươi báo ứng A. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ánh mắt hắn hung ác, ngón tay siết chặt, trầm ninh nhiễm cảm giác cầm của mình đều muốn bị hắn bóp nát đau đến nàng nước mắt đều muốn chảy ra. Thẩm ninh nhiễm cắn chặt răng, nghiêng đầu, giơ tay gạt tay bà cẩn ngự ra. Bà cẩn ngự lại nắm lấy cô. Thẩm ninh nhiễm chật một tiếng, giơ tay lại đánh rơi. Đấy mắt bà cẩn ngự tràn đầy phẫn nộ, bóp cổ cô. Năm năm không gặp, trầm ninh nhiễm, ngươi cái miệng này vẫn như cũ răng nanh lợi hại, ta năm đó thật sự là đánh giá thấp bản lĩnh của ngươi, giả chết đùa dẫn ta chơi, có ý tứ sao? trầm ninh nhiễm khó khăn ho khan một tiếng. Bà cẩn ngự mấy năm không gặp, đầu óc em cũng không bình thường đúng không, chúng ta ly hôn, một chút quan hệ cũng không có, anh sống hay chết có quan hệ quái gì với em. Ý của trầm ninh nhiễm, hắn hiện tại ngay cả bị nàng đùa giỡn cũng không xứng. Đấy mắt bà cẩn ngự ngập trời tức giận tàn sát bừa bãi, a à, trầm ninh nhiễm, anh thật có dũng khí. Năm đó anh hại hân nguyệt không có con, kết quả giả chết bỏ đi, không hề có gánh nặng trong lòng ra nước ngoài tiếp tục vui vẻ anh rốt cuộc có tâm hay không một màn năm đó tái diễn trong đầu nghĩ đến đứa nhỏ lúc ấy đưa tới cùng hai phần giấy chứng tử nghĩ đến mấy năm nay mình đối với cô còn ông ấy nấy lại nhìn nữ nhân này hiện tại vui vẻ ở trước mặt hắn kêu gào bà cẩn ngự cảm giác mình giống như một kẻ ngốc bị nàng đùa giỡn càng nghĩ anh lại càng có xúc động muốn bóp chết cô đứa bé của quan hân nguyệt không phải do tôi hại chết tôi cần có gánh nặng tâm lý gì. Năm đó cũng bởi vì chuyện này muốn giết chết ta, kết quả ta mạng lớn sống sót, hiện tại nhìn thấy ta còn sống, người rất không vui có phải hay không? Muốn bóp chết tôi phải không? Được. Ngươi tới đi, bà cẩn ngự, có bản lĩnh thì hôm nay bóp chết ta, ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đôi mắt hẹp dài của bà cẩn ngự nheo lại, gân xanh bóp cổ thẩm ninh nhiễm nổi lên. Người phụ nữ này trong con ngươi trong trẻo của trầm ninh nhiễm tràn đầy cuột cường cùng khinh thường không thấy bất kỳ vẻ sợ hãi nào chu thần nhìn một màn này đều bị dọa nhảy dựng thấy trầm ninh nhiễm sắp bị bà cẩn ngự bóp chết lập tức tiến lên tách tay bà cẩn ngự ra Bố, ngài bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút ngài mau buông tay ra ngài sắp bóp chết vợ rồi bàn tay to buông ra trầm ninh nhiễm ngồi phịch dưới đất ông ngực tham lam từng ngụm từng ngụm hô hấp lửa giận trong lòng bạc cẩn ngự khó có thể bình ổn, hắn hất tay chu thần ra, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân này. Trầm ninh nhiễm, năm năm rồi, ngươi thật sự không thay đổi chút nào, vẫn không có bất kỳ lòng sám hối nào. Ngươi yên tâm, đời này cũng sẽ không có. Vẻ mặt bạc cẩn ngự âm trầm đột nhiên lạnh lùng cười, sẽ mạnh miệng đúng không, ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào, ngươi đâu, mang đi. Hai vệ sĩ tiến lên, muốn đem trầm ninh nhiễm chế trụ ánh mắt thẩm ninh nhiễm hung ác nhanh chóng hất tay vệ sĩ ra hai vệ sĩ đều không nghĩ tới tốc độ phản ứng của nữ nhân này nhanh như vậy bà cẩn ngự ngươi có tư cách gì bắt ta thẩm ninh nhiễm thật sự nghĩ đến việc chém chết bà cẩn ngự bởi vì các cậu tớ thiếu chút nữa chết trên bàn mổ bởi vì cậu tớ không có một đứa con sai lầm lớn nhất đời tớ chính là gặp được cậu bà cẩn ngự tớ hận cậu bà cẩn ngự nghe cô nói không có một đứa con con ngươi run rẩy. Xem ra năm đó một hài tử khác thật sự đã chết. Đó là ngươi đáng đời, ai bảo ngươi lòng dạ ác độc muốn đi hại chết hài tử người khác. Hài tử của ngươi là mệnh, hài tử của người khác sẽ không phải là mệnh sao. Hài tử chết kia chính là báo ứng của ngươi. ba, Một tiếng bàn tay trong trẻo lại vang dội hạ xuống, mặt bạc cẩn ngự bị đánh lệch sang một bên. Đột nhiên, xung quanh yên tĩnh lại. Một trận lệ khí lạnh như băng trong nháy mắt phô thiên cái địa tản ra. Huyệt thái dương của chu thần nhảy thình thịch, trong nháy mắt đó, hắn thật sự có loại xúc động muốn chạy, nơi này thật sự là quá kinh khủng. Trầm ninh nhiễm con ngươi đỏ tươi nhìn chầm chầm bạc cẩn ngự, vừa rồi một cái tác kia nàng dùng tất cả khí lực, phản phất muốn đem những năm này chịu ủy khuất toàn bộ phát tiết ra. Ta trầm ninh nhiễm đời này lớn nhất báo ứng chính là gặp được ngươi. Bạc cẩn ngự, ngươi có biết hay không ta lớn nhất báo ứng chính là ngươi những lời này của thẩm ninh nhiễm hoàn toàn là trống lên tất cả những bất hạnh của cô đều bắt đầu từ việc kết hôn với anh đứa bé kia hắn cái gì cũng không làm sai cứ như vậy chết ở lạnh như băng trên bàn mổ hắn cái này đầu sỏ gây nên hiện tại dựa vào cái gì nói nàng như vậy bà cẩn ngự giơ tay lau đi vết máu trên khóe miệng con ngươi đen kịt âm trầm mang theo sát ý lạnh khóc khóa chặt trầm ninh nhiễm yên lặng thật lâu, đang lúc chu thần cho rằng đại bốt lần này nhất định sẽ giết chết người phụ nữ này, bà cẩn ngự lại chỉ giơ tay lên, chế trụ sau gáy thẩm ninh nhiễm, ấn cô ta trước người mình, môi sầm bạc khẽ mở, giọng nói lạnh như băng đến không có một chút ấm áp nói, tốt lắm, vậy tiếp tục nên đón báo ứng của anh đi. Lông mi thẩm ninh nhiễm khẽ rung lên, ngay sau đó cô bị một cổ lực đẩy ra ngoài. Hai vệ sĩ lập tức giữ chặt hai tay cô, giữ chặt lấy cô ánh mắt thẩm ninh nhiễm rùng mình, trở tay chế trụ cánh tay bảo tiêu, rắc một tiếng, bảo tiêu phát ra tiếng tru thảm thiết, ông cổ tay, thống khổ liên tục lui về phía sau vài bước. Tự hồ không ai nghĩ tới, nữ nhân nhìn như nhu nhược này lại có giá trị vũ lực như vậy. Bà Cẩn Ngự cũng thật không ngờ, con ngươi anh híp hiếp, xem ra năm năm trôi qua, cô thật sự tiến bộ không ít. Anh bước nhanh lên phía trước, một tay chế trụ cổ tay người phụ nữ, trầm ninh nhiễm không chút chần chờ, tay kia đặt ở trên tay bà cẩn ngự lui về phía sau một bước cánh tay phát lực đang muốn cho anh một cú ngã qua vai xinh đẹp bà cẩn ngự nhìn thấu chiêu thức của cô đôi chân thon dài nhanh hơn cô một bước quét về phía bắp chân của cô tốc độ trầm ninh nhiễm không nhanh bằng anh cả người hung hăng ấn lên thân xe bà cẩn ngự không nói hai lời một tay giữ chặt hai tay cô tay kia kéo cà vạt của mình ra trầm ninh nhiễm nhìn động tác của bà cẩn ngự trong ánh mắt lạnh như băng rốt cục có một tia sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Bà Cẩn Ngự, ngươi hỗn đảng, buông ta ra, hỗn đảng, mau buông ta ra. Bà Cẩn Ngự cười lạnh một tiếng, khóe miệng trào phúng càng đậm, với công phu mèo ba chân của anh, ở trước mặt tôi căn bản không đủ nhìn. Trong lúc nói chuyện, bà Cẩn Ngự đã dùng cà vạt trói tay Trầm Ninh Nhiễm lại, sau đó một tay khiêng người lên vai, sải bước đi ra ngoài. Bà Cẩn Ngự, bệnh thần kinh biến thái, thả ta xuống, ngươi rốt cuộc còn muốn làm cái gì? Nhiều năm như vậy, một mạng, còn chưa đủ sao? Còn chưa đủ sao? Ngươi vì cái gì còn muốn xuất hiện trong cuộc sống của ta, vì cái gì còn muốn tới tra tấn ta? Ta hận ngươi, bà cẩn nữ, ta hận ngươi, ngươi buông ta ra, có nghe thấy hay không? a à. bà cẩn buông tay ra, trầm ninh nhiễm thiếu chút nữa từ trên vai hắn ngã xuống. Ngay khi rơi thẳng xuống, người đàn ông lại đỡ lấy cô. Lại cho ta một câu nói nhảm, ngã chết ngươi. Chương 8 Cứu ra mama Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thẩm ninh nhiễm Tên xuất sinh này Cuối cùng thẩm ninh nhiễm vẫn bị bà cẩn ngự mang về. Thẩm an hách xâm nhập vào bệnh viện theo dõi xem xong toàn bộ quá trình, hắn nắm tay nhỏ đã nắm chặt. Người cha xấu xa này lại dám đối xử với mẹ cậu như vậy, chờ đợi cho cậu trầm ninh nhiễm bị mang về biệt thự của bà cẩn ngự lực lượng nam nữ dù sao cũng cách xa hai tay trầm ninh nhiễm lại bị trói không có bất kỳ năng lực phản kháng nào trở lại phòng trầm ninh nhiễm bị bà cẩn ngự không chút thương hương tiết ngọc ném xuống đất may mắn trên mặt đất trải thảm thật dày ngã không đau lắm bà cẩn ngự từ trên cao nhìn xuống nữ nhân vẻ mặt tuyệt tình không chịu thua bà cẩn ngự ngươi mang ta về đến tột cùng muốn làm gì nếu như là muốn ta chữa bệnh cho ngươi ngươi liền chết tâm này bà cẩn ngự ở trước mặt cô ngồi sống xuống một tay chế trụ hàm dưới của cô lạnh lùng cười yên tâm anh còn không ngu xuẩn đến mức muốn đem mạng của mình giao cho một người phụ nữ một lòng muốn giết chết anh anh mang em trở về là bởi vì tội của em còn chưa chuột xong em không xứng ở bên ngoài tiêu diêu tự tại mà sống hắn vừa dứt lời bên ngoài đi tới một nữ nhân ăn mặc tinh xảo quan hân nguyệt nghe nói bà cẩn ngự dẫn theo một nữ nhân trở về Nàng nghĩ, nữ nhân này ngoại trừ Trầm Ninh Nhiễm chỉ sợ không có người khác. Cô mang theo tâm lý thấp thỏm đi theo, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt Trầm Ninh Nhiễm này, trong lòng vẫn không ngừng lọt bột. A Cẩn. Thanh âm ôn nhu của Quan Hân Nguyệt gọi Bạc Cẩn Ngự, đi tới bên người Bạc Cẩn Ngự, tự nhiên kéo cánh tay hắn, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Ninh Nhiễm, nàng ra vẻ kinh ngạc che miệng, "Thẩm, Thẩm tiểu thư." Cô không phải đã chết? sao cô lại lúc thẩm ninh nhiễm nhìn thấy quan hân nguyệt đẩy mắt không chút che giấu giấy lên một tia hận ý năm năm sau họ lại gặp nhau cô không quên được năm năm trước chuyện bà cẩn ngự nói cho cô biết quan hân nguyệt từng bỏ thuốc trong rượu cô nữ nhân này ở trước mặt bà cẩn ngự giả bộ ôn nhu vô hại tiểu bạch hoa trên thực tế tâm ngoan thủ lạc không từ thủ đoạn quan hân nguyệt ra vẻ khó hiểu a cẩn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao cô lại mang thẩm tiểu thư về bà cẩn ngự lạnh lùng nói chuộc tội nàng nợ ngươi một mạng quan hân nguyệt nghe bà cẩn ngự nói như vậy sợ hãi trong lòng trong nháy mắt ít đi rất nhiều ánh mắt trong suốt nhìn bà cẩn ngự cho nên hắn mang trầm ninh nhiễm trở về là vì trả thù nàng vì nàng cái kia chết đi hại tử báo thù quan hân nguyệt nhìn bà cẩn ngự Đấy mắt tràn đầy cảm động chớp mắt hai cái chóp mũi đỏ lên a cẩn cảm ơn em anh tưởng em đã quên đứa bé kia không ngờ em còn nhớ rõ quan hân nguyệt ra vẻ thương tâm nhưng trong tầm mắt thẩm ninh nhiễm tràn đầy ý cười đắc ý trầm ninh nhiễm nhìn đôi cậu nam nữ này cảm giác huyết áp của mình đều muốn đi lên một cái giả bộ một cái ngu xuẩn quả thực trời sinh một đôi nhìn hai người những năm này trầm ninh nhiễm duy nhất không có suy nghĩ cẩn thận sự tình chính là rốt cuộc là ai làm cho quan hân nguyệt không có hài tử cuối cùng còn hãm hại ở trên người nàng. Thẩm An Hách ở bên ngoài không ngừng nhìn vào bên trong, liền thấy Thẩm Ninh Nhiễm bị trói ném trên mặt đất. Sự tức giận trong lòng Thẩm An Hách không ngừng tăng lên. Thẩm An Hách cầm máy tính trở lại phòng, nhanh chóng gửi tin nhắn cho bạc dục thần, sau đó ngón tay anh ta thao tác trên bàn phím, 5 phút sau anh ta nở nụ cười, ấn nút xác định. Đột nhiên, cả tòa biệt thự trong nháy mắt rơi vào một mảnh hắc ám mấy người trong phòng đều theo bản năng ngẩng đầu quan hân nguyệt sợ hãi vọt vào trong ngực bà cẩn ngự a à, cẩn chuyện gì xảy ra là cúp điện sao bà cẩn ngự muốn đi thăm trầm ninh nhiễm lại bị quan hân nguyệt kiềm chế chỉ có thể an ủi cô trước đừng sợ trầm ninh nhiễm ánh mắt lóe lóe thừa dịp bóng tối nắm lấy cơ hội thuận tay cầm lấy bên cạnh hoa quả đao cắt đứt trên tay trói buộc chu thần bật đèn pin lập tức đi tới bốt bà cẩn ngự nhíu chặt mày, chuyện gì xảy ra? Là có người công kích hệ thống điện lực của chúng ta, đã phái người qua sự gấp. Hacker Chu thần gật đầu, bốt, đám người công kích chúng ta không biết số người cụ thể của bọn họ, sợ là bọn họ còn có mục đích khác, bốt ngài và quan tiểu thư mau chóng chuyển đến nơi an toàn đi. Vẻ mặt lạnh lùng của bà cẩn ngự từng tất từng tất lạnh xuống, lại có người dám gây sự ở chỗ anh, anh đẩy quan hân nguyệt trong lòng ra ngoài, trầm giọng nói, tìm người bảo vệ tốt cô ấy mặt khác tìm người bảo vệ tốt tiểu dục vâng quan hân nguyệt tiếp tục giữ chặt bà cẩn ngự a à cẩn em có thể đi cùng anh không anh sợ bà cẩn ngự quay đầu lại vốn định liếc mắt nhìn trầm ninh nhiễm một cái kết quả vừa quay đầu lại người phụ nữ vốn nên đợi ở phía sau giờ phút này đã không thấy tung tích trên mặt đất chỉ còn lại cà vạt bị cắt đứt bà cẩn ngự giật lấy đèn pin trên tay chu thần đi một vòng quanh phòng nhìn thấy cửa mở ra nữ nhân này thừa dịp hỗn loạn chạy trốn trầm ninh nhiễm chạy rồi tìm chu thần nhìn xuống đất sắc mặt cứng đờ vâng ta lập tức phái người đi nghe được tiếng bước chân đi xa trầm ninh nhiễm mới từ dưới khăn trải bàn chui ra mẹ ai thẩm an hách cầm một cái đèn pin nhỏ chiếu sáng thẩm ninh nhiễm là tôi hách hách thẩm an hách kích động chạy về phía thẩm ninh nhiễm thẩm ninh nhiễm nhìn thấy thẩm an hách, trong lúc nhất thời không thể tin được, hách hách, người như thế nào đến nơi này? Là con, có phải rất nản lòng không, mẹ mau khen con đi. Nói xong, trầm ninh nhiễm lại kịp phản ứng, không đúng, nơi này quá nguy hiểm, người tới thời điểm có hay không bị bọn họ phát hiện. Không có, mẹ chúng ta đi mau đi. Trầm ninh nhiễm cũng không trì hoãn, nhanh chóng gật đầu, tốt, nhưng là hiện tại nơi này khẳng định là toàn bộ thành viên đề phòng, chúng ta rất khó đi ra ngoài. Thẩm An Hách nhét một thứ vào tay Thẩm Ninh Nhiễm. Thẩm Ninh Nhiễm nhìn thoáng qua, là một cái chìa khóa xe, cô khiếp sợ nhìn Thẩm An Hách, cái này anh lấy ở đâu ra? Thuận tay lấy ở chỗ Bạc Cẩn Ngự, hiện tại dưới lầu đều là bảo tiêu, chúng ta không ra được, nhưng nếu lái xe của Bạc Cẩn Ngự ra ngoài, sẽ không ai dám ngăn cản chúng ta. Thẩm Ninh Nhiễm cũng không biết khen con trai mình thông minh như thế nào. Tuy rằng thuận tay lấy đồ của người ta không đúng, nhưng bọn họ cũng là vì rời đi, bất đắc dĩ mà làm. Thẩm Ninh Nhiễm vội vàng nói, vậy chúng ta đi nhanh đi. Chờ một chút. Thẩm An hách ghé vào bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cho đến khi nhìn thấy một chiếc xe đến cửa biệt thự, một bóng dáng nhỏ từ trên xe xuống, sau đó nhanh chóng chạy vào biệt thự. Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của Sen An Hi Thẩm An hách lại mở máy tính. Hách hách, ngươi đang làm cái gì vậy? Tặng bọn họ thêm chút kinh hỉ. Thẩm An Hách lộ ra nụ cười giáo hoạt. Làm xong tất cả, Thẩm An Hách hài lòng khép máy tính lại. Được rồi, mẹ đi theo con, con đã quan sát, biết cách tránh vệ sĩ. Chương 9 Thẩm trưởng nhiễm, ngươi không trốn thoát được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thẩm An Hách mang theo trầm ninh nhiễm, thừa dịp trời tối, hai người không lưng trốn đồng trốn tây rốt cục đi tới ga ra tìm được chiếc xe kia trầm ninh nhiễm ông thẩm an hách lên xe không trì hoãn chút nào lái xe vòng ra ngoài lái đến bên ngoài không ngoài sở liệu bên ngoài đều là vệ sĩ trầm ninh nhiễm lập tức mở ra xe đèn pha đèn pha chiếu vào mặt bảo tiêu ánh đèn chói mắt khiến bọn họ không thấy rõ người ngồi trong xe nhưng thấy là xe của bà cẩn ngự bọn họ không dám ngăn cản thuận lợi cho đi thấy bọn họ thuận lợi rời đi, Bạch Dục Thần vừa mới trở về biệt thự Không Lưng, lén lút trở về phòng. Rất nhanh, trong biệt thự ánh đèn sáng lên, hết thảy giống như đều khôi phục bình thường. Bà Cẩn ngự ra lệnh cho vệ sĩ lục soát từng góc biệt thự, cũng không tìm thấy Thẩm Ninh Nhiễm. Người này giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Hiển nhiên là lại chạy. Bà Cẩn ngự sắc mặt âm trầm đáng sợ, nữ nhân này, muốn chết, nàng rốt cuộc là như thế nào chạy ra ngoài? Bảo tiêu ở cửa nói mười phút trước, có người lái xe của ngài đi ra ngoài, bọn họ vốn tưởng là ngài, liền Liền không có ngăn trở. Chu thần trong lòng run sợ nói: "Đáng chết." Bà cẩn ngự sắc mặt xanh mét, đầu ông ông rung động, anh tức giận đến cảm giác mạch máu của mình sắp nổ tung. Không tiếc bất cứ giá nào, bắt nữ nhân kia về. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. "Vâng, ta lập tức đi." Chu thần không dám trì hoãn chút nào. Lúc này, Trầm Ninh Nhiễm mang theo Thẩm An Hách vội vã về đến nhà, không kịp hỏi thêm cái gì, Trầm Ninh Nhiễm vừa đặt vé máy bay, vừa thu dọn những thứ quan trọng, nhét như ông vỡ tổ vào trong vali. Vừa sửa sang lại vali, bên tai còn kẹp di động, gọi tới gọi lui vài cuộc điện thoại. Thẩm An Hách đứng một bên, nhìn mẹ vội vàng bận rộn, rồi lại sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Cậu nhìn ra được mẹ cậu chuẩn bị rời khỏi nơi này hách hách đi thu dọn những thứ quan trọng của con đi mẹ đưa con đến chỗ chú già dạ từ ở vài ngày chờ mẹ sắp xếp ổn thỏa sẽ đón con trở về được không thẩm an hách chớp chớp đôi mắt to ngây thơ mẹ rốt cuộc vì sao mẹ lại sợ người cha xấu xa như vậy trầm ninh nhiễm động tác thoáng dừng một chút ánh mắt trung chuyển thoáng qua địa ám vài phần hít sâu một hơi nàng giận dữ nói bởi vì hắn ngu xuẩn như heo bạo lực bá đạo lại tự phụ Mấu chốt nhất chính là Mấu chốt nhất là cái gì? Ta đánh không lại hắn, cho nên chỉ có thể chạy. Thẩm An hách nhẹ nhàng kéo môi dưới. Trầm Ninh Nhiễm tiếp tục thu dọn đồ đạc, ngay sau đó chuông điện thoại vang lên, Trầm Ninh Nhiễm nhìn thoáng qua, trực tiếp kết nối. Nhiễm Nhiễm làm sao vậy? Vừa mới họp không nhận được. Lê Lê, bà Cẩn Ngự tìm được em rồi, em định đi em mờ quốc một thời gian, cho nên không ở y quốc nói với anh một tiếng tưởng lê nghe xong khiếp sợ thốt lên chuyện gì xảy ra hắn làm sao tìm được ngươi ngươi không sao chứ hách hách đâu hách hách không sao chứ chúng ta đều không sao nói ra thì dài dòng ta không có thời gian nói nhiều với ngươi hắn bây giờ còn không biết hách hách tồn tại cho nên ta dự định trước đem hách hách đưa đến dạ từ kia như vậy hắn cho dù tra được ta cũng tra không được hách hách trên người vậy anh tưởng lê lo lắng không biết nên nói gì dừng lại một hồi tưởng lê mở miệng nói nhiễm nhiễm hay là anh về đế đô đi trầm ninh nhiễm ngẩn người trở về đế đô tưởng lê tiếp tục nói nhiễm nhiễm em và bà cẩn ngự không thể trốn trả đời huống hồ tập đoàn tinh nhiễm cần em nhiễm nhiễm bọn họ nợ em nhiều lắm đế đô mới là chiến trường của em nghe tưởng lê nói xong trầm ninh nhiễm an tĩnh lại tưởng Lê nói không sai. Giữa cô và bà Cẩn Ngự không có khả năng trốn cả đời, hôm nay cô đi một quốc gia khác, nếu lại bị bà Cẩn Ngự phát hiện thì sao, cô tiếp tục đổi quốc gia khác đổi thành phố khác sao? Nếu bà Cẩn Ngự cả đời này cũng không buông tha cô, chẳng lẽ cô sẽ trốn cả đời sao? Không thể nào. Huống hồ nàng chưa từng làm sai cái gì, sợ dĩ tránh hắn, là bởi vì đứa nhỏ, đứa nhỏ của nàng đã bị hắn hại chết một cái. Hách hách tuyệt đối không thể lại bị hắn thương tổn đến. Tưởng Lê thở dài, tiếp tục nói, "Còn cô nhờ tôi giúp cô chăm sóc bà thẩm, gần đây sức khỏe bà thẩm không tốt, thường xuyên nhắc tới cô, Nhiễm Nhiễm, tôi cảm thấy cô nên trở về." Thẩm Ninh Nhiễm dừng một chút, nghĩ đến bà nội, đáy lòng cô không ngừng tuôn ra cảm giác ấy nấy. Thật lâu sau, "Nhiễm Nhiễm, anh có nghe không? Tôi trở về." Giọng trầm Ninh Nhiễm kiên định. Tưởng Lê thật tốt quá vậy hách hách cậu định làm gì bây giờ thẩm ninh nhiễm ngồi xổm xuống nhìn hách hách trong khoảng thời gian này bà cẩn ngự nhất định đều đang tìm cô cô không có khả năng mang hách hách theo bên người cùng nhau mạo hiểm hách hách ta sẽ an bài tốt được em đến sân bay để đô gọi điện thoại cho anh anh tới đón em ừ mẹ chúng ta không cần đi sao ánh mắt thẩm ninh nhiễm lóe lên nhìn thẩm an hách mím môi giọng nói dịu dàng nói hách hách mẹ thương lượng với con một chuyện mẹ phải về đế đô nhưng con phải ở lại chỗ chú già dạ từ một thời gian bởi vì con đi theo bên cạnh mẹ sẽ gặp nguy hiểm mẹ không thể để con gặp nguy hiểm thẩm an hách nhìn ra được thẩm ninh nhiễm hiện tại rất sốt ruột cậu biết tất cả những gì mẹ làm nhất định đều là vì tốt cho cậu tất cả cậu không hỏi nhiều một lời đáp ứng được mẹ yên tâm hách hách nhất định sẽ ngoan ngoãn thẩm ninh nhiễm nhìn con trai hiểu chuyện đáy mắt lại chua xót khó nhìn, hách hách ngoan nhất, chờ sự tình ổn định lại, mẹ sẽ tới đón con. Được, tất cả nghe theo mẹ. Thẩm Ninh nhiễm dùng sức ôm con trai, cô không trì hoãn nhiều, đưa Thẩm An hách đến dạ từ, nửa giờ sau, cô kéo vali thuận lợi tới sân bay. Lúc này bà Cẩn Ngự ở đây, chu thần rất nhanh tra được hành tung của Trầm Ninh nhiễm. Bố, rất. Thẩm Tiểu Thư hiện tại đang ở sân bay bà cẩn ngự giơ tay nhéo mi tâm hắn đã nhiều ngày không thể ngủ giờ phút này hắn đau đầu muốn nứt ra huyệt thái dương bị trầm ninh nhiễm tức giận nhảy thình thịch nhìn bà cẩn ngự bộ dáng chu thần đều có chút lo lắng hắn có thể chịu đựng được hay không bốt cần tìm cho ngài một cái bác sĩ lại đây sao bà cẩn ngự giơ tay lên ý bảo không cần nhìn nhiều bác sĩ như vậy đều bó tay không biện pháp tìm nữa cũng là uổng phí khí lực bà cẩn ngự ngẩn đầu Mặc kệ cô ấy đi đâu, đều ngăn cô ấy lại, muốn trốn, không dễ dàng như vậy. Nhưng bốt, thẩm tiểu thư đặt chuyến bay về đế đô. Đôi mắt đen nhánh của bà cẩn ngự hiếp lại, đáy mắt hiện lên một tiên nghi hoặc, trở về đế đô. Cô ấy ngược lại có can đảm. Bốt còn cản không? Bà cẩn ngự giơ tay lên, đôi môi mỏng lạnh như băng nhếch lên, quên đi. Nếu đã trở về đế đô, nàng liền trốn không thoát lòng bàn tay của hắn chúng ta cũng trở về tối nay sao ừ vâng tôi sẽ đi sắp xếp dục thần đâu tiểu thiếu gia một mực ở trong phòng người hầu nói tiểu thiếu gia muốn một cái máy tính liền không từ trong phòng đi ra hiện tại đại khái ngủ ừ đi đi bà cẩn ngự đứng lên quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ trầm ninh nhiễm lần này muốn chạy trốn cửa cũng không có năm đó ngươi không chỉ hại chết hài tử của quan hân nguyệt ngay cả hài tử của mình cũng có thể bỏ lại, ngươi thiếu nợ nhiều lắm. Chương 10 Hài tử bị mỏng cẩn ngự cướp đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thưa quý vị, Máy bay đã hạ cánh thuận lợi tại sân bay quốc tế Hoàng Đô. Cảm ơn quý khách đã đáp chuyến bay này. Hẹn gặp lại trong chuyến đi tiếp theo. Tiếng radio chuyên nghiệp của tiếp viên hàng không vang lên, trầm ninh nhiễm mở mắt, đem thảm trên người đặt sang một bên, chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm năm, nơi này, cô vẫn trở về. Nhà ga, thẩm ninh nhiễm một thân áo khoác màu cà phê đậm, tóc đen như thác nước, chân đi một đôi giày cao gót màu đen, một tay cô kéo vali hành lý, một tay đút vào túi áo khoác, từng bước đi ra ngoài. Khí chất thanh nhã cao hoa, không khỏi hấp dẫn ánh mắt của một đám người bên cạnh. Tưởng Lê Chờ đã lâu tháo kính trăm xuống, khóe môi đỏ sẫm nở nụ cười, đi tới trước mặt thẩm ninh nhiễm, hai người nhìn nhau cười, tưởng Lê tiến tới ông Thẩm Ninh nhiễm thật chặt, nhiễm nhiễm, hoan nghênh trở về. Nhớ tôi không có. Đương nhiên muốn, đáng tiếc hách hách tạm thời không thể cùng ngươi trở về, ta muốn chết tiểu tử kia. Ánh mắt Thẩm Ninh nhiễm tối sầm, chờ chuyện bên này sắp xếp xong, chúng ta sẽ đón hách hách. Ừ, đi thôi, phòng ở đã sắp xếp cho em rồi, có cần đi tin nhiễm xem trước không? tinh nhiễm là một công ty nước hoa mẹ cô để lại cho cô trước khi mất tích mấy năm nay cô vẫn giao cho tưởng lê giúp cô xử lý thẩm ninh nhiễm lắc đầu không vội đi ăn cơm trước đi ông chủ lớn này không tò mò tình hình gần đây của tinh nhiễm sao thẩm ninh nhiễm cong môi cười giao cho em anh yên tâm tưởng lê kéo trầm ninh nhiễm cánh tay cười nói kỳ thật ta không có làm cái gì chủ yếu là bản lĩnh của ngươi mấy năm gần đây ngươi trên cái kia mấy loại nước hoa đều là trên thị trường tiêu thụ hàng nóng trước mắt có rất nhiều công ty lớn muốn hợp tác với chúng ta hơn nữa tất cả mọi người rất tò mò tin nhiễm thủ tịch điều chế hương sư là ai ngươi cái này đại lão bản kim thủ tịch điều chế hương sư thật sự không có ý định chính mình ra mặt sao tưởng lê nhìn trầm ninh nhiễm đẩy mắt mang theo trưng cầu ý kiến đôi mày nhỏ tinh xảo của thẩm ninh nhiễm giật giật đẩy mắt mang theo chút chua xót lê lê Ngươi biết đám người thẩm gia kia tính tình thế nào, bây giờ còn chưa phải lúc. Tưởng Lê đương nhiên biết những người thẩm gia kia là mặt hàng gì, thẩm gia ngoại trừ thẩm lão phu nhân sẽ đối tốt với trầm ninh nhiễm, những người khác đều không phải thứ tốt lành gì. Muốn cho đám kia bạch nhãn lan nếu biết trầm ninh nhiễm có lớn như vậy một nhà công ty, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt đi, đặc biệt là nàng cái kia mùi mùi. Tưởng Lê đau lòng nhìn thẩm ninh nhiễm, thấy tâm trạng thẩm ninh nhiễm không tốt, vội vàng chuyển đề tài, không nói nữa, không nói nữa, đi đi, tôi đã đặt chỗ ở Kim Hiên Cát. Sao vậy? Tưởng Lê thấy Thẩm Ninh nhiễm dừng chân tại chỗ, nhìn theo tầm mắt của cô. Cách đó không xa, một thân âu phục màu đen thủ công cao cấp, nằm nhân thân hình cao lớn thon dài đang dùng ánh mắt lăng hàng gắt gao nhìn chầm chầm trầm ninh nhiễm. Lông mày kiếm tinh mắt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng manh khẽ miếm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, lạnh khóc lại nguy hiểm. Người này ngoài trừ bạc cẩn ngự, còn có thể là ai? Tưởng Lê khoanh tay, hừ lạnh một tiếng. Thật xui xẻo. Ánh mắt trầm ninh nhiễm lóe lên, khóe miệng gợi lên một nụ cười vừa lạnh vừa chua xót. Nhìn xem, Phạm là bị bạc cẩn ngự theo dõi, dựa theo thế lực của hắn, nàng chạy trốn căn bản vô dụng. Tối hôm qua cho dù cô lên máy bay đi nước M, chỉ sợ cũng không bay ra khỏi sân bay. Sở dĩ cô có thể thuận lợi về nước, là bởi vì anh biết cô đã trở lại, liền trốn không thoát lòng bàn tay của anh, cho nên mặc kệ. Hắn đang hưởng thụ bắt được con mồi, từng chút từng chút đem con mồi bước vào tuyệt cảnh khoái hoạt. Nhưng Trầm Ninh Nhiễm hiện tại không hề cố kỵ, cũng không sợ hắn chút nào. Hắn muốn chơi, vậy thì tới. Bà Cẩn Ngự lạnh lùng nhìn chầm chầm cô, trong con ngươi tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp, một người phụ nữ bên cạnh chậm rãi đi tới bên cạnh anh, cánh tay mảnh khảnh khoác lên cánh tay anh quan hân nguyệt mặc một bộ váy ché nộ mới nhất cười với bà cẩn môi đỏ mọng nhếch lên sóng mắt dịu dàng a à cẩn em đang nhìn gì vậy theo tầm mắt bà cẩn ngự quan hân nguyệt nhìn qua liền thấy người cô không muốn gặp nhất trầm ninh nhiễm khuôn mặt quan hân nguyệt cứng đờ sắc mặt cũng khó coi đây không phải là thẩm tiểu thư sao tối hôm qua thẩm tiểu thư cứ chạy như vậy a à cẩn bà cẩn ngự lại lạnh lùng liếc trầm ninh nhiễm một cái thản nhiên nói cô ấy chạy không thoát quan hân nguyệt nghe bạc cẩn ngự nói như vậy hướng trầm ninh nhiễm lộ ra một nụ cười trào phúng khinh thường bạc cẩn nhìn lướt qua không thấy bóng dáng bạc dục thần dục thần đi đâu vừa rồi tiểu dục đi vệ sinh anh xem không phải đã về rồi sao thân ảnh nho nhỏ do bảo tiêu dẫn trở lại bên người bạc cẩn ngự khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bạc cẩn ngự nhìn bạc dục thần lại thản nhiên liếc trầm ninh nhiễm bạc dục thần cũng nhìn thấy trầm ninh nhiễm trong đôi mắt thật to nháy mắt có ánh sáng là mẹ nó bạc dục thần chớp chớp mắt trước khi cậu trở về đế đô đã nói chuyện điện thoại với thẩm an hách thẩm an hách nói cho cậu biết mẹ cũng đã trở về đế đô cho nên hắn lúc này nhìn thấy trầm ninh nhiễm cũng không kinh ngạc bạc dục thần nhìn cha mình và người phụ nữ xấu xa bên cạnh nắm chặt tay anh nhất định phải bảo vệ mẹ thật tốt không thể để mẹ bị bọn họ khi dễ đi thôi thanh âm bạc cẩn ngự lạnh lùng nói bạc dục thần thu hồi tầm mắt đi theo bạc cẩn ngự rời đi ánh mắt vốn lạnh như băng của trầm ninh nhiễm giật mình cô vừa mới nhìn thấy bạc cẩn ngự trong tay kéo một đứa bé khoảng cách rất xa chỉ nhìn thấy một giây thân ảnh nhỏ kia đã bị người chặn lại lúc nhìn lại đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ nhưng chỉ một giây kia thẩm ninh nhiễm cũng nhìn thấy khuôn mặt đứa bé thẩm an hách trầm ninh nhiễm trong nháy mắt luống cuống. Nhưng rõ ràng thẩm an hách vẫn còn ở nước y. Trầm ninh nhiễm kinh hãi, bước chân vội vàng đuổi theo vài bước, muốn tiến lên tìm tòi nghiên cứu. Tưởng lê đối mặt với động tác của thẩm ninh nhiễm quả thực kinh hãi, vươn tay nắm chặt thẩm ninh nhiễm, trên mặt một mảnh lo lắng. Nhiễm nhiễm, ngươi làm sao vậy? Tôi nhìn thấy hiển hách, hắn ở trên tay bạc cẩn ngự. Cái gì? Tưởng lê trợn tròn mắt, không thể nào hách hách rõ ràng ở nước y có phải là quá nhiều người ngươi nhìn lầm rồi không hơn nữa bà cẩn ngự vốn đã có một đứa con trai ngươi nhất định là nhận lầm người rồi bà cẩn ngự có một đứa con trai ở trong giới cũng không phải là bí mật chỉ là không ai biết mẹ ruột của đứa bé kia là ai hơn nữa bà cẩn ngự bảo vệ nó rất tốt cho nên đến nay cũng không có truyền thông phát ra ảnh chụp của vị tiểu thiếu gia kia không đâu khuôn mặt hách hách kia ta quá quen thuộc vừa rồi trầm ninh nhiễm hiện tại tâm loạn như ma, toàn bộ đều là hình ảnh thẩm an hách bị bà cẩn ngự mang đi. Nghĩ lại, cô lại tỉnh táo lại, nhớ tới gọi điện thoại cho thẩm an hách. Vừa mới cầm điện thoại lên, dạ từ gọi điện thoại vào. Trầm ninh nhiễm không nói hai lời, trực tiếp chuyển máy, này, dạ từ, hách hách hiện tại có ở bên cạnh ngươi hay không? Không có ở đây, làm sao vậy? Thẩm ninh nhiễm dùng sức nắm chặt điện thoại, Cảm giác bất an trong lòng tăng thêm, vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? Ta ở bên ngoài, nó ở nhà, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Ta còn có thể bán con trai ngươi. Thẩm Ninh Nhiễm không kịp giải thích thêm gì với anh, cúp điện thoại lại gọi cho Thẩm An Hách. Thẩm An Hách trên tay có điện thoại đồng hồ, tình huống bình thường hắn đều sẽ lập tức nghe điện thoại. Nhưng Trầm Ninh Nhiễm đợi thật lâu, thủy chung không có kết nối. Cô gọi liền hai cái vẫn không gọi được trầm ninh nhiễm hoàn toàn luống cuống nếu thẩm an hách bị bà cẩn ngự mang đi cô nhất định liều mạng với anh thế nào vẫn không gọi được sao tưởng lê cũng sốt ruột trầm ninh nhiễm lắc đầu tưởng lê cầm tay thẩm ninh nhiễm đừng nóng đừng nóng nếu anh ta thật sự bắt được hách hách chúng ta sẽ báo cảnh sát thẩm ninh nhiễm đưa hành lý cho tưởng lê cậu giúp tôi báo cảnh sát ngươi đi đâu Hách hách là mạng của ta, ta tuyệt đối không thể để hắn rơi vào trong tay bạc cẩn ngự. Nói xong đấy mắt thẩm ninh nhiễm một mảnh kiên quyết, đuổi theo hướng bạc cẩn ngự rời đi. Tưởng lê sốt ruột không chịu nổi, lập tức lấy điện thoại ra báo cảnh sát, alo, xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, có người cướp con của bạn tôi.